Hồi 171, núi Lộc Đỉnh Cường Nhân chiếm đóng. Hai người quay đầu nhìn lại thấy bảy, tám con hươu lớn đang từ bên kia trái đổi chạy nhanh đến. Vì tiểu bảo cả mừng hỏi, ta đang đói bụng đây, có cách nào bắt được một con giết chết lấy thịt nướng ăn không? Song nhi đáp: để nô tỳ thử coi, đột nhiên thị tung mình nhảy vọt về phía bảy hươu, ngờ đâu, bầy hươu này là giống mai hoa lộc, chân rất dài, chạy nhảy nhanh như bay chúng vừa xoay mình vọt đi đã ra xa mấy chục trường sức người không đuổi kịp song nhi lắc đầu nói đành chịu thôi chẳng tài nào đuổi kịp chúng giống mai hoa lộc này không sợ người chúng thấy song nhi dừng bước liền quay đầu lại ngó vì tiểu bảo nói chúng ta nằm xuống đất giả chết thử coi chúng có trở lại không song nhi cười đáp hay lắm để tiểu tỳ thử coi thị nói rồi nằm xuống đất tuyết vì tiểu bảo nói ta đã chết rồi cô vợ ta là song nhi cũng chết theo cả hai vợ chồng đã mai táng vào trong phần mộ không nhúc nhích được nữa ta cùng hào song nhi sinh được tám trai chín gái bọn chúng đang ở trước mộ khóc giống lên hỡi cha ơi là mẹ ơi song nhi không nhịn được bật lên tiếng cười khúc khích mặt thẹn đỏ bừng thị cãi ai sinh với tướng công hồi nào mà lắm trai nhiều gái thế vì tiểu bảo đáp được rồi tám trai chín gái nhiều quá thì ba trai ba gái vậy Song Nhi lại cười nói, không, không, quả nhiên hai người thấy mấy con mai hoa lộc trở lại bên mình dòm ngó, dường như chúng rất hiếu kỳ. Nguyên trong loài động vật thì giống hưu trí tuệ kém nhất, thua cả những giống khuyển, mã, hổ kỳ rất nhiều. Vì thế người ta mới có câu, ngu như lợn, dại như hưu. Mấy con mai hoa lộc cúi xuống người vào mặt vi tiểu bảo và song nhi kêu be be. Vi tiểu bảo hô, động thủ, gã nhảy vọt lên, ngồi trên lưng một con, hai tay ôm chặt lấy cổ nó. Song Nhi cũng nhẹ nhàng nhảy lên cưỡi một con khác, bảy hưu tung vó chạy đi. Song Nhi la hoảng, tướng công lấy đao chủy thủ đâm nó chết đi. Vì tiểu bảo đác không nên giết vội, chúng ta hãy cưỡi hưu chạy trốn thì bọn hồng giáo chủ không đuổi kịp được. Song Nhi nói, phải lắm, phải lắm, nhưng đừng để tán lạc nhau. Thị rất lo mỗi con hưu chạy đi một ngả thất lạc nhau thì nguy quá may ở chỗ mai hoa lộc tính thích hợp quần tám con hươu lớn vẫn quần tụ với nhau mà chạy bảy hươu vừa chạy được một lúc lại có bảy tám con nữa đến nhập bọn giống hươu này mình cao chân dài chạy nhanh chẳng kém gì tuấn mã có điều người cưỡi hươu bị chấn động kịch liệt bảy hươu chạy một mạch về hướng tây bắc xa đến mấy dặm mới đi thong thả lại hai con có người cưỡi trên lưng thỉnh thoảng lại dùng sức mạnh nhảy tung lên để hất xuống nhưng vì tiểu bảo và song nhi hai tay ôm vì lấy cổ hương cô chết nhất định không chịu buông ra vi tiểu bảo hô dáng mà giữ thật chặt nhảy xuống là không cưỡi lên được nữa đâu chúng ta trốn chạy càng xa càng tốt cái đó kêu bằng đại trượng phu nhất muôn ký xuất hoạt lộc nan truy hai người đói quá đầu nhức mắt hoa mà vẫn một tay ôm cổ một tay nắm chặt sừng hương để mặc chúng chạy trong khu bình nguyên bát ngát đầy tuyết phu hai người biết rằng bầy hưu chạy thêm một khắc là cách xa hồng giáo chủ thêm một đoạn đường và bớt được thêm một phần nguy hiểm chiều hôm ấy bầy hưu tiến vào trong một khu rừng rậm vì tiểu bảo mừng quá reo lên hay lắm chúng ta xuống đây thôi gã vừa nói vừa rút chùy thủ đâm vào cổ con hưu mình cưỡi nó chạy thêm mấy bước nữa rồi ngã lăn ra song nhi nói giết một con đủ ăn rồi tiểu tì tha cho con này dứt lời thị từ trên lưng hưu nhảy xuống vì tiểu bảo sức cùng lực kiệt, tưởng chừng bao nhiêu khớp xương trong mình đều chật khớp. Gã nằm xuống đất mà thở hồng hộc, rồi kề miệng vào bên vết thương ở cổ con hưu cho huyết nó chảy vào. Gã uống ừng ực một hồi rồi la gọi, xong nhi, lại đây mà uống, gã uống khá nhiều huyết hươu vào bụng, liền thấy tinh thần phấn khởi. Một lúc sau, trong người dần dần cảm thấy ấm áp. Song Nhi uống huyết rồi, cầm đao chủy thủ chặt một đùi hươu thị lượm cành khô đốt lửa lên vừa nướng đùi hưu vừa nói, hưu ơi là hưu, người cứu mạng cho bọn ta, mà bọn ta lại giết ngươi ăn thịt, thật là tệ bạc với ngươi quá. Hai người ăn hết một đùi hưu nướng thấy trong lòng cao hứng, khí lực gia tăng gấp bội vi tiểu bảo nói, hảo song nhi, ta cùng cô ở trong rừng này là một cặp liệp công, liệp bà, ông đi săn, bà đi săn, không trở về Bắc Kinh nữa. Song nhi cúi đầu xuống đáp tướng công đi tới đâu nô tỳ cũng theo tới đó mà hầu hả tướng công muốn trở về bắc kinh làm quan lớn cũng được hay ở đây làm nhà săn bắn cũng vậy thủy chung nô tỳ vẫn là một tên tiểu nha đầu của tướng công dưới ánh lửa cháy bừng bừng vì tiểu bảo ngó thấy gương mặt song nhi hồng hào càng lộ vẻ khả ái liền cười hỏi bây giờ chúng ta ở tình trạng này không hiểu đã đại công cáo thành chưa song nhi nghe gã nói đến đại công cáo thành biết là gã sắp hôn ẩu bất giác la lên một tiếng úi chả rồi nhảy tót lên ngọn cây tùng vừa cười vừa đáp không được không được đêm hôm ấy hai người nằm cuộn mình thu lu bên đống lửa ngủ một giấc ngon lành sáng hôm sau song nhi trở dậy lại nướng thịt hươu hai người ăn no một bữa rồi thị lột ra hươu làm cho vi tiểu bảo một tấm áo cái mũ đội trên đầu hôm trước lúc cưỡi hươu chạy đã bị rớt mất song nhi lại làm cho gã một cái mũ bằng da hươu vì tiểu bảo nói, hôm qua chúng ta chạy suốt một ngày, bây giờ bọn hồng giáo chủ khó mà tìm được tới nơi, nhưng ta cảm thấy còn nguy hiểm. Hay hơn hết là chúng ta lại cưỡi mai hoa lộc chạy lên phía bắc ba bốn ngày nữa thì rồi, vì giáo chủ mới vĩnh hưởng tiên phúc và, song nhi phu nhân, thọ giữ thiên tề được. Song nhi cười hỏi, song nhi phu nhân gì đó nghe không lọt tai, còn muốn cưỡi hưu thì dễ lắm, tướng công thử nhìn ra đằng trước có phải bầy hưu đã tới kia không? quả nhiên vi tiểu bảo ngó thấy một bầy cả hươu lớn hươu nhỏ đến ngoài hai chục con từ mé đông lội tuyết đi tới con nào cũng cất cổ cao nghền nghễu để gậm lá non khu rừng rậm này ít vết chân người bầy hươu ngó thấy vi tiểu bảo và song nhi vẫn chẳng sợ hãi chi hết song nhi nói bầy hươu này rất hiền lành ta không nên giết hại chúng con hươu lớn giết hôm qua hãy còn thịt ăn được mười mấy ngày thị liền chặt thịt hưu ra từng miếng gói cả vào với phần da còn lại thành hai bộc. Thị cùng vi tiểu bảo chia nhau khoác lên vai, từ từ đi về phía bầy hưu. Vi tiểu bảo đưa tay sờ lưng một con hưu lớn, nó chẳng sợ hãi gì, còn quay lại liếm vào mặt gã. Vi tiểu bảo la lên, trời ơi, con hưu này, đại công cáo thành, với ta rồi. Song Nhi cười khúc khích nói, tướng công cưỡi lên lưng nó đi, hai người cùng nhảy lên lưng hưu. Bấy giờ hai con hươu mới giật mình kinh hãi, tung vó chạy về phía trước. Cả bầy hươu thủy chung vẫn chạy trong khu rừng rậm, vì Tiểu Bảo biết cưỡi hươu không phải là việc khó, cứ ngồi trên lưng để nó chạy chừng 2 giờ rồi cùng song nhi nhảy xuống, thả cho chúng đi tự nhiên. Hai người nhận định phương hướng và bảo nhau cứ chạy ngược lên phía bắc là càng đi càng xa cách Hồng giáo chủ. Hai người liền cưỡi hươu cho nó chạy theo khu rừng ngược lên phía bắc hơn 10 ngày nữa những lúc không gặp hưu lại từ từ đi bộ, đói thì ngồi lại lấy thịt hưu nướng ăn. Về sau, những quần áo mặc trong mình bị gai cào rách hết, hai người đều lấy mũ áo da hưu mặc thay vào. Cả giày cũng làm bằng da hưu. Một hôm vi tiểu bảo và song nhi ra khỏi khu rừng lớn, bỗng nghe tiếng sóng vỗ bỉ bóng. Hai người đi một lúc nữa thì đến bờ một con sông lớn. Nước sông chảy cuồn cuộn. hai người đi trong rừng rậm mười mấy bữa, đột nhiên thấy cảnh sông nước bất giác trong lòng khoan khoái hai người đang theo ven sông ngược lên phía bắc bỗng gặp ba hán tử mình mặc áo da thú tay cầm thuồng cuốc đinh ba ra kiểu người đi săn qua một thời gian khá lâu vi tiểu bảo lại được gặp người lòng mừng hớn hở vội tiến lên đón chào rồi hỏi các vị đại ca đi đâu đó một hán tử lối ngoài bốn chục tuổi đáp bọn ta đến thị tập ở bờ sông mẫu đơn khẩu âm hắn rất quái dị vi tiểu bảo hỏi sông mẫu đơn ở phía nào bọn tại hạ đi lạc đường rồi. Bây giờ được theo ba vị đại ca thật may quá. Thế rồi hai người nhập bọn đi với họ, thỉnh thoảng lại gợi chuyện nói mấy câu. Nguyên ba hán tử này là người thông cổ tư, chuyên sinh nhai bằng nghề săn bắn và đào cổ sâm, thường đến thị tập ở bờ sông Mẫu Đơn. Vì họ có buôn bán giao dịch với người Hán nên biết ít nhiều Hán ngữ. Khi đến tòa thị tập lớn bên bờ sông Mẫu Đơn, vì tiểu bảo sở bên mình nay còn được mấy lạng bạc, liền vào tử quán mời ba người thông cổ tư uống tư. Năm người đang uống rượu, bỗng nghe bàn bên cạnh có người lên tiếng, ông bạn lấy được, cây bồng, này dĩ nhiên là khá lắm rồi. Nhưng năm trước ta đã đào ở hô mã nhị hoa tập sơn một cây còn già hơn của ông bạn đến năm chục năm. Vì tiểu bảo cùng song nhi tuy chưa hiểu họ nói chuyện gì, nhưng vừa nghe đến tên, hô mã nhị hoa tập sơn, bất giác chấn động tâm thần, đưa mắt nhìn nhau khi hai người ngó sang bàn bên thì thấy hai lão hán ngồi đó đang nói chuyện với nhau một lão tay cầm con nhân sâm đang ngắm nghía bây giờ hai người mới hiểu cây bồng mà họ nói đó tức là con nhân sâm kia vì tiểu bảo móc ra một đĩnh bạc đưa cho tiểu bảo và sai y lấy nhiều rượu thịt gã còn bảo chặt một khay thịt bò lớn và hai cân rượu đưa sang bàn bên cạnh hai người khách kia rất lấy làm kỳ không hiểu sao nhà săn bắn nhỏ tuổi này lại hiếu khách đến thế chúng liền đứng lên cảm ơn không ngớt miệng, vì tiểu bảo qua bàn bên mời khách uống mấy chung rượu. Gã là người lém mép, chỉ nói vài ba câu chuyện là hỏi ngay được núi Hồ Mã Nhĩ Hoa Tập Sơn ở chỗ nào. Té ra núi này còn cách đây mấy ngàn dặm về phía bắc. Vì tiểu bảo liền gọi song nhi sang để hỏi cho biết rõ những núi sông khác trên bản đồ. Hai người khách nhất nhất chỉ điểm phương vị ở đâu, gần xa thế nào, quả đúng như trên địa đồ không sai một chút cơm no rượu say rồi, vì tiểu bảo cùng song nhi từ biệt mấy người thông cổ tư và hai ông khách rồi ra đi. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, núi Lộc Đỉnh còn cách đây đến mấy ngàn dặm, ta cứ thủng thỉnh lên tới đó để đào lấy bảo vật. Thực ra đào được bảo vật hay không, gã cũng chẳng quan tâm, gã chỉ sợ bọn hồng giáo chủ đuổi tới. Vì tiểu bảo cho là bọn hồng giáo chủ ở phương Nam, nếu gã lên phía Bắc mấy ngàn dặm nữa thì chẳng thể kiếm thấy được rồi gã tự nhủ ta cùng song nhi ở chốn hoang sơn giã lĩnh mấy chục năm chờ hồng giáo chủ già rồi chết đi ta sẽ trở về chẳng lẽ lão thọ giữ thiên tề con mẹ nó thật ư bên mình mang theo rất nhiều ngân phiếu vì tiểu bảo liền nguyến một cỗ xe lớn để cùng song nhi ngồi đi ngược lên phía bắc gã vẫn lo hồng giáo chủ đuổi tới nên cứ đội mũ mặc áo ra hương lại lấy than bôi lên mặt cho đen nhẻm đề phòng khi gặp hồng giáo chủ thì lão cũng không thể nhận ra được vì tiểu bảo ngồi trong xe chuyện trò vui vẻ với song nhi thỉnh thoảng gã lại đại công cáo thành một cái trong quãng thời gian này gã sinh hoạt rất thung dung khoan khoái hai người ngồi xe đi được trên hai chục ngày càng ngược lên phía bắc trời càng gió lạnh trên đường băng đóng tuyết đọng xe không đi được hai người liền bỏ xe cưỡi ngựa tiếp tục cuộc hành trình về sau cưỡi ngựa cũng không đi được nữa vì tiểu bảo cùng song nhi đành đi bộ ở trong rừng hay ngoài cánh đồng đầy tuyết phu. May ở chỗ vi tiểu bảo mượn tiếng là đi tìm báu vật, mà thật ra gã đi lánh nạn. Gã thấy những nơi sơn cùng ác thủy, bốn mặt không một bóng người lại càng yên dạ. Song nhi trí nhớ rất giỏi, thị cứ theo phương vị vẽ trên bản đồ thùng thẳng tiến về phía bắc. Khi gặp người săn bắn hay khách đi đào củ sâm thị lại hỏi thăm địa danh để đối chiếu với bản đồ xem có đúng hay không chỗ vẽ tám khuyên tròn khác màu sắc tức là nơi Lộc Đỉnh Sơn tọa lạc. Địa phương này ở chỗ hợp lưu hai con sông lớn, một hôm đi gần tới nơi, hai người đang dắt tay nhau tiến bước trong khu rừng tùng, đột nhiên về mé đông bắc nghe tiếng nổ, đoàng đoàng, thật lớn. Đúng là tiếng hỏa khí phát xạ, vì tiểu bảo hoảng hồn la lên, trời ơi, nguy to rồi, hồng giáo chủ đã đuổi tới nơi, gã vội kéo song nhi ẩn vào phía sau bụi cỏ rậm. Tiếp theo, lại nghe tiếng mười mấy người gầm thét chạy tới và tiếng vó ngựa rồn rập. Vì tiểu bảo vẫn nơm nớp lo sợ bọn hồng giáo chủ rượt theo để bắt gã rút xương lột ra. Bây giờ gã nhận ra những thanh âm này dường như không liên quan đến hồng giáo chủ, mới yên giả Gã đứng trong bụi cỏ rậm nhìn ra xa thấy mười mấy nhà săn bán người thông cổ tư vừa la vừa chạy thục mạng. Lại nghe những tiếng, đoàng đoàng, tiếp tục nổi lên không ngớt. Mấy nhà săn bán kia ngã lăn xuống đất, lăn lộn mấy vòng rồi chết ngoèo người nào cũng mình đẫm máu tươi vì tiểu bảo nắm tay song nhi miệng lẩm bẩm đây là súng nổ của bọn quỷ sứ ngoại quốc tiếng vó ngựa vang lên bảy tám người kỵ mã ào ào xông tới những người ngồi trên lưng ngựa đều sâu vàng mắt biếc quả là bọn quan binh ngoại quốc tên nào cũng thân thể cao lớn tướng mạo hung dữ tên thì tay cầm đao tên thì cầm súng chúng vùng đao lên chém bừa bãi chỉ trong khoảnh khắc bao nhiêu nhà săn bắn thông cổ tư chưa chết đều bị giết hết. Bọn quan binh ngoại quốc nổi lên chàng cười hô hố. Chúng xuống ngựa sục tìm trong mình những xác chết để lấy đồ vật là những tấm da điêu và bảy tám con ngân hồ. Chúng nói lý là lý lố một hồi rồi lên ngựa bỏ đi. Vì tiểu bảo và song nhi sợ quá chẳng còn hồn vía nào nữa, mặt xám như cho tàn, cắt không còn hột máu. Khi hai người nghe tiếng vo ngựa đi xa rồi mới lóp ngóp từ trong bụi cỏ chậm chạp bước ra. Lúc nhìn đến những người thông cổ tư thì thấy họ chết hết, chẳng còn một ai sống sót. Vì tiểu bảo và song nhi ngơ ngác nhìn nhau, đều nhận ra người kia khủng khiếp đến cực điểm. Vì tiểu bảo cất tiếng run run khẽ nói, đây là hành động của bọn cường đạo quỷ sứ người ngoại quốc. Song nhi đáp, chúng còn hung tợn hơn cả quân cường đạo, chúng đã cướp đoạt đồ vật của người ta, lại còn sát nhân một cách rất tàn nhẫn. Vì tiểu bảo sực nhớ ra chuyện gì bỗng cất tiếng hỏi sao lại có bọn cường đạo nước ngoài đến đây hay là ngô tam quế đã nổi lên tạo phản nguyên gã biết ngô tam quế ước hẹn với nước la sát khi giấy binh tạo phản thì mặt dưới từ vân nam kéo quân đánh ngược lên đồng thời nước la sát tấn công từ mặt bắc xuống nên gã ngờ đây là cuộc tạo phản của ngô tam quế gây ra vì tiểu bảo đột nhiên thấy quan binh ngoại quốc kéo đến gã hỏi vậy rồi lẩm bẩm mấy chục bữa nay ta không được nghe tin tức bên ngoài không chừng đúng là tên đại hán gian đó đã động thu. Gã nghĩ tới binh mã dưới trướng ngô tam quế người nhiều thế mạnh thì không khỏi lo thay cho tiểu hoàng đế. Gã ngó bộ thi thể nằm dưới đất lòng buồn rười rượi. Song Nhi thở dài nói, những người đi săn này thật là đáng thương. Ở nhà bọn họ còn có cha mẹ vợ con đang chờ đợi, có biết đâu họ đã chết mèo không trở về được nữa. Vì tiểu bảo đột nhiên ồ lên một tiếng rồi nói, ta muốn gặp tiểu hoàng đế. Song Nhi rất lấy làm kỳ hỏi lại, tướng công bảo sao, muốn gặp tiểu hoàng đế ư? Vì tiểu bảo đáp đúng thế, ngô tam quế giấy binh tạo phản, tiểu hoàng đế nhất định có nhiều việc cần bàn định với ta. Dù ta chẳng nghĩ được mưu kế gì thì cũng nói chuyện cho ngài giải muộn. Vậy chúng ta phải trở về Bắc Kinh. Song Nhi ngơ ngác hỏi, không lên lục đỉnh sơn nữa ư? Vì tiểu bảo đáp lần này chưa đi được, chuyến sau sẽ tới đó. Nên biết gã tuy là người tham tài, nhưng đã tích trữ rất nhiều tiền bạc châu báu, tha hồ xài suốt đời cũng không hết. Gã nghĩ tới Lộc Đỉnh Sơn là chỗ long mạch của nhà vua, thực tình gã không muốn đào xuống để kiếm báu vật, vì sợ làm đứt long mạch, có thể nguy hại đến tính mạng của tiểu hoàng đế. Trước kia gã ham hở lấy những mảnh giấy vụn trong pho tứ thập nhị chương kinh, trong lòng rất sốt sắng mong giáp lại thành bản đồ để cha cho biết danh tự núi sông, nhưng khi tới Lộc Đỉnh Sơn thì gã lại ngấm ngầm sợ hãi chỉ tìm cách để rời khỏi trái núi này càng xa càng tốt. Nếu bảo gã thực tình vì lòng nghĩa khí đối với vua Khang Hy thì cái đó chưa chắc đã đúng, có điều đào núi lộc đỉnh để tìm báu vật là một công cuộc lớn lao quá. Huống chi bên gã chỉ có một mình song nhi, bây giờ công việc tới nơi, gã đâm ra khiếp đảm. Giả tỷ gã đem theo mấy ngàn quan binh ở kiêu kỵ doanh thì không chừng hắn đã cao hứng hô lớn, tổ bà nó, hãy kéo quân lên lộc đỉnh sơn ngay song nhi chẳng có chủ ý gì hết dĩ nhiên vi tiểu bảo hạ lệnh thế nào là thị tuân theo như vậy vi tiểu bảo nói chúng ta trở về bắc kinh đừng để bọn cường đạo ngoại quốc chạm trán hãy trở ra bờ sông để coi xem có thuyền bè gì không hai người liền chuồn ra rừng cây đi về phía đông hai người đi đến lúc xế chiều thì tới bờ con sông lớn và đã ngó thấy một tòa thành ở phía xa xa vì tiểu bảo cả mừng nghĩ bụng, ta hãy vào trong thành rồi mướn thuyền hay mua ngựa cũng được. Có tiền thì việc gì chẳng xong, gã rảo bước đi ngay, đi chừng vài dặm lại thấy một con sông lớn từ phía tây bắc uốn khúc chảy tới, hợp lưu với dòng sông này. Tài nghe sóng vỗ bì bòm, sông nhi bỗng lên tiếng, bẩm tướng công, đây là hợp lưu của hai sông A Mục Nhĩ Hà và Hắc Long Giang. Chỗ kia, đúng là lộc đỉnh sơn rồi, thị vừa nói vừa giơ tay trỏ về phía tòa thành. Vì tiểu bảo hỏi, cô không nhớ lộn đấy chứ, nếu đúng như vậy thì hay quá. Song Nhi đáp, trên địa đồ đã vẽ rõ ràng, nhưng khuyên thành tám vòng tròn nhỏ khác màu sắc và không chua là có thành trại chi hết. Vì tiểu bảo nói, trên núi Lộc Đỉnh mà lại có thành thì thật là điều quái gì. Ta coi chừng tòa thành này không yên ổn đâu, vậy nên đi đường khác. Song Nhi hỏi, sao lại không yên ổn? Vì tiểu bảo đáp, cô coi kìa, trên tòa thành có làn yêu vân bao phủ trong thành ẩn nấp một con yêu quái rất lớn. Song Nhi giật nảy mình la lên: "Trời ơi, tiểu tỷ sợ yêu quái lắm! Chúng ta chạy đi thôi." Giữa lúc ấy lại nghe tiếng vó ngựa rồn rập, mấy chục người kỵ mã theo bờ sông lớn từ phía nam chạy tới. Chỗ này bốn mặt đều là đồng bằng chẳng có chỗ nào ẩn nấp được. Vì Tiểu Bảo liền rất Song Nhi chạy tuột xuống bờ sông, ngồi thu mình sau một tảng đã lớn gần kề mặt nước. Chẳng mấy chốc đội kỵ mã lướt qua nhanh như gió. Những người ngồi trên lưng ngựa toàn là quan binh ngoại quốc. Vì tiểu bảo thè lưỡi ra nhìn lên thấy bọn quan binh này chạy về phía thành trại, liền nói ta đã bảo tòa thành này không yên được, quả nhiên đúng lắm. Té ra làn mây bao phủ tòa thành này không phải là yêu vân mà là phiên vân của bọn người ngoại quốc. Song Nhi thở dài nói, chúng ta mất bao công trình khó nhọc mới tìm được lộc đỉnh sơn, không ngờ tòa núi này lại bị quân cường bạo ngoại quốc chiếm cứ vì tiểu bảo bỗng nhảy lên la, hỏng bét, hỏng bét, song nhi sắc mặt tái mét hỏi, chuyện gì vậy, vì tiểu bảo đáp nhất định bọn cường đạo ngoại quốc đã biết những chuyện bí mật trong địa đồ, không thì sao bọn chúng lại tìm đến đây. Kho bảo tàng cùng Long Mạch đều không giữ được nữa rồi. Hồi 172, những diễn biến cực kỳ đột ngột. Song Nhi từng nghe Vi Tiểu Bảo nói đến chuyện kho tàng cùng Long Mạch, nhưng khi thị giáp những mảnh giấy vụn rất khó khăn thành bức địa đồ thị đã nghĩ đến Lộc Đình Sơn tất có chuyện gì trọng đại. Bây giờ thị nghe gã nói vậy rồi cặp lông mày nhăn tít lại, liền tìm lời khuyên giải. Thưa tướng công, vụ này đã bị quan binh ngoại quốc tìm đến trước rồi thì chẳng còn cách nào nữa. Bọn cường đạo ngoại quốc đã hung ác vô cùng lại có súng ống khủng khiếp thì hai người chúng ta dĩ nhiên không địch lại. Vì tiểu bảo thở dài, vụ này thật quái gì. Sau khi chúng ta giáp lại thành địa đồ mấy bữa rồi đốt đi ngay, sao còn tiết lộ cơ mật vụ này trời ơi ngu ơi là ngu gã vừa nói vừa giơ tay lên tự cốc vào đầu mình song nhi giữ lấy tay gã cất tiếng ôn nhu hỏi tướng công tướng công làm sao vậy vì tiểu bảo đáp ta e rằng sau khi giáp thành địa đồ có người dòm trộm thấy ta đã sai lục cao hiên và ủy tôn giả bảo vệ cho cô nhất định hai thằng cha đó ngấm ngầm dòm trộm song nhi ồ lên một tiếng rồi nói thế thì đúng rồi những lúc tiểu tì ngủ đi nhất định bọn chúng đã dò trộm. Vì tiểu bảo cười nói, cô là một con tiểu nha đầu xinh đẹp mà ngủ đi thì hai con quỷ già háo sắc đó nhất định ngó lén rồi. Song Nhi không khỏi phì cười đáp, tiểu tỷ bảo chúng dòm trộm địa đỏ. Vì tiểu bảo cười hì hì không ngớt, trong lòng gã tính thầm, hai thằng cha lục, Quỷ dòm trộm địa đồ rồi chạy về báo cáo với hồng giáo chủ. Nhưng sao hồng giáo chủ lại nói với bọn quỷ sứ la sát? Lão biết đó là chỗ xấu bảo tàng đáng lý để một mình nuốt cả mới đúng. Trong vụ này tất có điều chi cổ quái, bọn cường đạo ngoại quốc kia đã đào được bảo tàng, phá được long mạch của tiểu hoàng đế hay chưa? Ta nhất định phải điều tra cho biết rõ, nhưng gã nghĩ tới bọn quân ngoại quốc giết người một cách tàn độc ở trong rừng bữa trước thì không khỏi sợ run. Vì tiểu bảo trầm ngâm một lúc rồi nói ta muốn lên lộc đỉnh sơn điều tra một chuyến, nhưng việc này nguy hiểm quá, cần phải nghĩ biện pháp nào hoàn hảo mới được. Song Nhi đáp, chúng ta hãy chờ đến đêm tối hãy hành động thì bọn quỷ kia khó lòng phát giác. Vì tiểu bảo gật đầu khen phải, hai người lấy thịt rượu khô ra ăn rồi nằm xuống bãi sông nghỉ ngơi. Cành hai đêm hôm ấy, Vì tiểu bảo cùng Song Nhi lén lút đi về phía thành trại. Bốn bể yên lặng như tờ, lại gặp đêm trăng tỏ, hai người trông rõ thành trại bằng những cây gỗ lớn dựng lên và địa thế rất rộng. Công trình này quyết không phải một vài ngày đã làm xong vì tiểu bảo tự nhủ tòa thành trại này đã được dựng từ trước rồi, chứ không phải bọn người la sát, sau khi được hồng giáo chủ thông chi, mới bắt đầu kiến trúc. Bỗng gã để mắt nhìn thấy bóng mình cùng bóng song nhi ánh xuống mặt đất thì không khỏi sợ run, lẩm bẩm nếu trên mặt thành bọn quân la sát nhìn thấy bóng người mà nổ súng thì vi tiểu bảo sẽ biến thành vi tử bảo. Gã liền kéo dạp tay song nhi cúi rạp xuống để nghe động tĩnh hai người bỗng nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ ở góc đông nam ngoài thành trại. Trong nhà có ánh lửa lọt ra, chắc đây là nơi trú ngụ của bọn quân canh. Vì tiểu bảo ghé vào tai Song Nhi nói nhỏ, chúng ta hãy qua đó giết bọn quân canh đi. Song Nhi gật đầu, hai người thận trọng bò về phía căn nhà gỗ, vừa tới ngoài cửa sổ, chợt nghe trong nhà có tiếng đàn bà cười khúc khích, mà là tiếng người cười đầy vẻ dâm đãng. Vì tiểu bảo và song nhi đưa mắt nhìn nhau lấy làm kỳ tự hỏi, sao lại có đàn bà ở trong này? Vì tiểu bảo ghé mắt dòm qua khe cửa, nhưng ngoài trời gió lạnh khe cửa cũng bịt kín mít, chẳng nhìn thấy gì. Tiếng cười nói trong nhà tiếp tục vọng ra không ngớt, đúng là một nam một nữ đang nô giỡn. Tiếng cười xen lẫn tiếng lý la lý lố, không hiểu chúng nói gì với nhau. Vì tiểu bảo biết là cặp nam nữ này đang làm cho phượng đảo loan biên gã cũng dạo dực tâm hồn vươn tay ra ôm song nhi vào lòng song nhi nghe thanh âm hai người trong nhà như hiểu mà không phải hiểu thị cũng biết đang có chuyện không hay thị bị vi tiểu bảo ôm vào lòng lại sợ người trong nhà phát giác nên không dám cử động đành để mặc cho vi tiểu bảo muốn làm gì thì làm vi tiểu bảo được thể tay trái ôm chặt lấy song nhi tay mặt mẹ nhàng sờ vào má thị song nhi nhùn người ra tựa vào lòng vi tiểu bảo rẻ đâu dưới đất toàn băng trơn tuột vì tiểu bảo trượt chân một cái, không đứng vững được, té xuống đánh huyệt một tiếng. Đầu đập vào cửa sổ rất mạnh, vì tiểu bảo đau quá không nhịn được la lên một tí éng, úi chao. Thanh âm trong nhà ngừng bật, sau giây lát người đàn ông cất tiếng quát tháo, vì tiểu bảo và song nhi nằm phục dưới đất, trong lúc nhất thời chưa biết làm thế nào thì lại nghe tiếng rút then cài mở cửa. Một người xách đèn lồng soi ra ngoài, vì tiểu bảo liền nhảy vọt lại tay mặt gã cầm đao chùy thủ đâm thẳng vào trước ngực người kia. Người kia không kịp rú lên một tiếng đã ngã lăn ra. Song Nhi chạy vào nhà trước đảo mắt nhìn quanh thì thấy trong phòng trống rỗng không một bóng người. Thị lấy làm kỳ hỏi, ô hay, còn người đàn bà sao không thấy đâu? Vì tiểu bảo chạy theo nhìn vào thấy trong phòng có một cái lò sưởi, một cái bàn và một cái dương gỗ. Trên bàn đặt một ngọn nến soi sờ nạc cả gian phòng, người đàn bà kia không biết đi đâu miệng gã dục sục tìm cho lẽ, đừng để mụ kia chạy đi báo tin, vì tiểu bảo ngó lại gian phòng thì ngoài cửa lớn không còn lối ra nào khác. Gã kéo xác chết vào trong nhà rồi đóng cửa lại, người chết là một binh sĩ ngoại quốc, hạ thể trần chuồng không mặc quần. Vì tiểu bảo ngừng đầu trông lên xà nhà cũng chẳng thấy điều gì khác lạ, liền nói nhất định ở trong này rồi. Gã chạy đến bên cái giường gỗ mở nắp lên rồi lạng người tránh sang một bên để đề phòng mụ đàn bà nằm trong giường bắn ra chăng sau một lúc lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì song nhi nói trong dương này cũng không có mới thật là kỳ vì tiểu bảo lại gần coi thấy trong dương xếp đầy da điêu và da cáo gã thỏ tay móc xuống dưới cũng chỉ thấy toàn là da với lông đột nhiên gã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt hiển nhiên là mùi phấn hương của đàn bà liền nói trong này có chuyện đáng ngờ gã liền bốc hết da cáo cùng da điêu ra ngoài bỏ xuống đất dưới đáy dương có một lỗ hổng lớn gã mừng rỡ khẽ reo lên, đúng người trong này rồi. Song Nhi nói theo, té ra bên dưới có đường địa đạo. Vì tiểu bảo rục chui vào cho lẹ ngăn chặn mụ đàn bà kia lại. Mụ mà đi báo tin cho bọn cường đạo ngoại quốc ảo ảo kéo đến là chết cả. Gã vội cởi tấm áo ra để chuồn vào cho dễ. Tay cầm đao trùy thủ, gã tiến thẳng vào địa đạo. Vì tiểu bảo rất sợ bọn binh sĩ ngoại quốc, nhưng đối với đàn bà nước ngoài thì lại chẳng quan tâm đường địa đạo này tranh trách đi xuống, phải cúi lom khom mới đi được, người vi tiểu bảo bé, nhỏ chuồn đi rất mau, gã đi được chừng hơn 10 trường, bỗng nghe phía trước có tiếng động, gã liền bỏ thật mau, vươn tay trái ra chụp một cái, nắm được cẳng chân nhỏ bé, NS 1 phần 2 N nhủi người. người đàn bà kia khẽ la lên một tiếng vội chuồn về phía trước. Vi tiểu bảo cả mừng tự nhủ nếu ta phóng đao đâm một nhát cho mụ chết tươi thì không phải là anh hùng hảo hán. Bọn nam quỷ ngoại quốc ta đã được trông thấy nhiều rồi, nhưng còn bọn nữ quỷ thế nào ta chưa biết qua. Ta phải coi mặt mụ một cái xem sao. Gã liền cha đao chùy tủ vào vỏ sông về phía trước chừng hơn một trường. Gã vươn hai tay chụp trúng chân phải người đàn bà, đường hầm chật quá, người đàn bà kia không xoay mình lại được liền thục thân bò về phía trước khí lực người đàn bà này không phải tầm thường hai tay vi tiểu bảo giữ lại không được còn bị mụ lôi về phía trước đến hơn một trường vi tiểu bảo soạc hai chân ra cho sát vào hai bên nách mụ mới không kéo đi được nữa đột nhiên người đàn bà cựa mạnh một cái chân mụ tuột khỏi hai tay vi tiểu bảo rồi tiếp tục chuồn về phía trước vi tiểu bảo nhảy sổ lên ôm chặt lấy mụ trên đầu trống không chỗ này tương đối đã rộng hơn trước người đàn bà khẽ bật lên tiếng cười rồi hôn gã một cái. Trong địa đạo tối om không nhìn rõ sự vật, mụ hôn không trúng vào mặt mà lại trúng mũi gã. Vì tiểu bảo người thấy mùi thơm nồng nặc mà người đàn bà ôm trong lòng lại thân thể en NS 1 phần 2 N nhủi, thì ra mụ trần chuồng, chưa kịp lấy mảnh áo mặc để che thân. Vì tiểu bảo lại cảm thấy người đàn bà kia quàng tay lên ôm lấy mình gã. Tâm thần gã trở nên hồ đồ, đột nhiên nghe tiếng song nhi khẽ hỏi, tướng công, tướng công ở chỗ nào? Vì tiểu bảo ô ớ mấy tiếng toan đáp lại thì người đàn bà ở trong lòng đã kề môi hôn vào miệng gã và ngậm chặt lại, khiến gã không thốt nên lời. Giữa lúc ấy, vì tiểu bảo đột nhiên nghe trên đỉnh đầu có tiếng người nói, bọn tại hạ được biết tổng đốc đến nhã khắc tát, vội tới đây để tương hội. Câu này lọt vào tai vi tiểu bảo chẳng khác gì một thùng nước lạnh chốt xuống đầu gã. Tiếng nói đó hiển nhiên là thanh âm của Hồng giáo chủ ở Thần Long giáo. Vì tiểu bảo trong lòng hồi hộp, tự hỏi sao Hồng giáo chủ lại ở trên đầu ta, người đàn bà la sát mà ta đang ôm trong lòng sao lại tỏ tình thân mật với ta đến thế? Ngủ toan mưu đồ chuyện gì? Trong đời gã đã gặp chẳng thiếu gì chuyện kỳ lạ, nhưng cuộc tao ngộ đêm nay ở dưới đường hầm này là một vụ ly kỳ chưa từng thấy, dù trong lúc ngủ mơ cũng không thể tưởng tượng ra được. Tuy vì tiểu bảo đang ôm con người mềm mại, thơm tho, đáng lý gã phải khoan khoái mê ly, nhưng lúc này trong lòng gã chỉ nghĩ tới hồng giáo chủ mà bắt được sẽ rút xương lột ra, nên gã kinh hồn táng đờm. Vì tiểu bảo vội buông người đàn bà trong lòng ra, toàn xoay mình chạy trốn. Không ngờ người đàn bà lại ôm vì lấy gã không nới tay. Vì tiểu bảo bồn chồn ghé vào tai mụ khẽ lý la lý lố một hồi, gã tưởng người đàn bà kia hiểu được mấy câu la sát ngữ này người đàn bà ghé vào tai vi tiểu bảo khẽ nói cái gì mà ô lý ô lố cha cha người hồ đồ mất rồi đâm ra nói nhăng nói càn mụ nói rồi bẹo tay gã thật mạnh vì tiểu bảo khẽ la lên trời ơi té ra người không phải là một cô gái người la sát Giữa lúc ấy trên đỉnh đầu gã lại nghe một người đàn ông ngoại quốc lý la lý lố một hồi. Thanh âm ngoại quốc đó dừng lại thì người khác cất tiếng thông dịch. Tổng đốc đại nhân nói là đại giá của thần Long Giáo chủ tới đây, ngài rất hoan nghênh. Đáng tiếc, ngài không biết trước để đi xa đón tiếp, thành ra có điều khiêm lễ. Xin giáo chủ lượng thứ cho, Tổng đốc Đại Nhân Kính chúc Hồng Giáo chủ sống lâu trăm tuổi, hưởng nhiều phúc lộc, vạn sự như ý, ngài mong rằng được kết giao bằng hữu với Hồng Giáo chủ để cùng nhau hiệp lực đồng tâm chung lo đại sự. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, thằng cha tông dịch này không biết cách ăn nói, cầu chúc giáo chủ, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề mà hắn nói là sống lâu trăm tuổi, hưởng nhiều phúc lộc thì chật rồi. Lại nghe hồng giáo chủ lên tiếng, "Tệ nhân kính chúc đức hoàng thượng nước La sát vạn thọ vô cương, chúc mừng tổng đốc đại nhân phúc thọ khang ninh, thăng quan mau chóng. Tệ nhân nhiệt thành cùng nước La sát đồng tâm hiệp lực, cùng lo việc lớn. Từ nay trở đi chúng ta chung hưởng hạnh phúc, chia sẻ hoạn nạn, vĩnh viễn không phản bội minh ước." người thông dịch lại nói tiếng ngoại quốc ô lý ô lố một hồi cho viên tổng đốc la sát nghe. Vì tiểu bảo khẽ hỏi người ngồi bên cạnh cô là ai, sao lại không mặc quần áo? Người đàn bà kia vừa cười vừa hỏi lại, ngươi là ai, tại sao lại mặc quần áo? Mụ nói rồi toan cởi tấm áo trong của vi tiểu bảo. Nhưng ở trước tình thế này, vi tiểu bảo còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện trai gái mê ly. Gã vội nói, chốn này nguy hiểm lắm, chúng ta mau mau trở ra thôi người đàn bà khẽ đáp đừng có nhúc nhích dừng có nhúc nhích chỉ khẽ cử động một chút là bên ngoài nghe thấy tuy mụ nói tiếng trung quốc nhưng thanh âm cứng cỏi nghe rất là gượng gạo vì tiểu bảo quả nhiên không dám nhúc nhích gã lắng nghe câu chuyện giữa hồng giáo chủ và viên tổng đốc la sát hai người này bàn nhau về vụ ngô tam quế ở vân nam khởi binh tiến đánh thì hai bên đồng thời giáp công nhà mãn thanh những phương lực quả đúng như lời hãn thiếp ma đã nói trước sau lại nghe hồng giáo chủ hiến kế lão nói là nếu nước la sát từ mặt liêu đông tiến đánh thì lộ trình xa xôi mà dọc đường quân thanh phòng thủ rất nghiêm mật nếu theo đường biển đổ bộ ở thiên tân rồi dùng đại pháo tấn công bắc kinh thì vừa dễ dàng vừa nhanh chóng hơn có thể lấy được bắc kinh trước ngô tam quế viên tổng đốc la sát nghe nói cả mừng nức nở khen là diệu kế hắn còn nói hồng giáo chủ đã trung tâm như vậy thì sau này đại sự thành rồi sẽ chia cho giáo chủ thêm mấy tỉnh ở Trung Quốc và lập giáo chủ lên làm vua một nước. Hồng giáo chủ cảm ơn không ngớt miệng, vì tiểu bảo nghe tới đây vừa tức giận vừa kinh hãi, nghĩ thầm, té ra hồng giáo chủ cũng là đại hán gian như ngô tam quế không hơn không kém. Kế hoạch của lão thật là độc địa. Ta phải tìm cách nào báo cáo cho tiểu hoàng đế hay để nhà vua đặt nhiều đại pháo ở cửa bể thiên tân, chờ chiến thuyền nước la sát đến tấn công là bắn đoàng đoàng cho chết con mẹ nó đi. Lại nghe Hồng giáo chủ nói, Tổng đốc đại nhân từ phương xa đến Trung Quốc, bọn tệ nhân chẳng có gì quý báu kính biếu. Này hãy tạm thời đưa tặng Tổng đốc đại nhân 100 hạt minh châu lớn, một tấm da điêu, 100 cân nhân sâm. Ngoài ra còn cống phẩm để dâng Đức Hoàng thượng nước la sát. Vì tiểu bảo nghe tới đây lại lầm bầm, lão cho má này đã dự bị nhiều lễ vật đến thế thì thật là thần thông quảng đại. Đột nhiên gã cảm thấy mặt nóng lên thì ra người đàn bà đã áp một bên má vào mặt gã. Tiếp theo gã thấy mụ đưa tay ra sờ soạng vào người gã. Vì tiểu bảo nói, cô đã sờ mó ta thì ta cũng không lịch sự nữa. Người đàn bà đột nhiên bật tiếng cười khúc khích, tiếng cười khá lớn, hồng giáo chủ nghe thấy rồi nhưng lão cho là tổng đốc đại nhân giấu gái ở trong phòng cũng là tầm thường liền lở đi như không nghe tiếng hồng giáo chủ nói mấy câu khách sao nữa và hẹn sáng mai lại cùng nhau đàm đạo rồi lão cáo từ lui về vì tiểu bảo đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu đánh cách một tiếng rồi trước mắt sáng loà nguyên gã cùng người đàn bà kia đang ôm nhau ở trong một cái giường gỗ rất lớn nắp Dương vừa có người mở ra Người đàn bà vừa cười hì hì vừa nhảy ra ngoài cầm lấy tấm áo khoác vào mình. Mụ nhìn Vi Tiểu Bảo cười nói, "Ra đây, ra đây." Vi Tiểu Bảo chậm chạp bước ra khỏi dương gỗ, người đàn bà cười hỏi, "Còn người nữa đâu, Song Nhi toan ẩn lại trong dương để coi diễn biến, nếu Vi Tiểu Bảo gặp nguy hiểm thì sẽ thiết pháp cứu viện. Nhưng thị nghe người đàn bà kia hỏi vậy cũng phải nhảy ra. Bỗng thấy một tên quan ngoại quốc, thân thể cao lớn tay cầm bội kiếm đứng bên cạnh Dương. Người đàn bà này là một cô gái tóc vàng rũ xuống đầu vai. Cặp mắt cô màu biếc lục đảo sùng sục, màu da cô trắng như tuyết, Dùng mạo cô rất xinh đẹp, chỉ có cái mũi là hơi cao một chút, người cô cũng dài, cao hơn vi tiểu bảo một cái đồng Chạc tuổi cô chừng độ 20, thiếu nữ ngắm nghĩa vi tiểu bảo vừa cười hì hì vừa nói, thằng nhỏ này phong lưu đàng điếm, ha ha, viên tổng đốc nét mặt nghiêm nghị nói lý la lý lố một hồi. Thiếu nữ cũng nói một chàng dài tiếng ngoại quốc, viên tổng đốc đối với cô tỏ vẻ rất cung kính, hắn vừa nói vừa khom lưng khép nép, thiếu nữ kia cất tiếng lần thứ hai, vừa nói vừa trỏ vào vi tiểu bảo. Viên tổng đốc mở cửa kêu một người hiểu tiếng Trung Quốc vào để phiên dịch, rồi một trai một gái nói với nhau liên hồi không ngớt. Vi tiểu bảo đảo mắt nhìn khắp trong nhà một lượt thấy trần thiết rất nhiều gia thú trên giường đặt mấy bộ quần áo đàn bà, ánh vàng lấp loáng. Gã nhìn lại cô gái thấy nàng để hờ nửa ngực và đùi, nước da trong như ngọc trắng như tuyết, thì trong lòng tiếc rẻ nghĩ thầm, hoài của, vừa rồi ta ôm ả à này trong lòng, sao lại không sờ soạng. Hồng giáo chủ làm ta sợ quá đâm ra hồ đồ, bỗng nghe người phiên dịch hỏi, công chúa và tổng đốc hỏi ngươi là ai, vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi lại, nàng là công chúa ư người phiên dịch giới thiệu vị này là Tô Phi Á công chúa Điện Hạ, ngự tỷ của đương kim hoàng đế nước La Sát. Còn vị kia là Cao Lý Tân Tổng Đốc Các Hạ, người mau mau quỳ xuống hành lễ. Vì tiểu bảo tự hỏi công chúa Điện Hạ gì mà lăng nhăng thế, nhưng gã nghĩ tới kiến ninh công chúa, ngự muội của vua Khang Hy, cũng lăng nhăng chẳng kém gì vị công chúa La Sát này. Gã coi chừng nàng là công chúa thực sự, chứ không phải giả hiệu liền cười hì hì đưa lời vấn an rồi nói thưa công chúa điện hạ công chúa mạnh giỏi a à, công chúa đẹp lắm đẹp như thiên tiên giáng trần người trung quốc chẳng có một ai đẹp bằng công chúa tô phi á hiểu được ít nhiều tiếng trung quốc nàng nghe vi tiểu bảo nói cũng biết là gã tán dương nhan sắc của mình trong lòng hớn hở vô cùng nàng nói thằng nhỏ này hay lắm để ta ban thường cho ngươi nàng đến cạnh bàn lôi ngăn kéo ra lấy mười mấy đồng tiền vàng đặt vào tay vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo nói, xin đa tạ công chúa, gã thỏ tay ra đón lấy tiền vàng, dưới ánh đèn sáng, gã ngó thấy năm ngón tay của công chúa đẹp như ngọc, không nhịn được liền nắm lấy để lên miệng mà hôn. Người phiên dịch cả kinh lớn tiếng quát, không được vô lễ, ngửa đầu hôn tay là phép lịch sự thông thường của bọn Tây Dương để tỏ ra cực kỳ tôn kính đối với phụ nữ cao quý vì tiểu bảo càn rỡ làm bậy mà lại đúng lễ tục. Có điều người ta chỉ khẽ hôn vào mơ u bàn tay người đàn bà. Đằng này vi tiểu bảo nắm lấy tay công chúa Tô Phi Á để mút ngón tay nàng loạn lên ra chiều rất nóng này. Tô Phi Á chỉ cười khanh khách chứ không rút tay về. Nàng vừa cười vừa hỏi, tiểu hài tử, ngươi làm nghề gì? Vì tiểu bảo ơ ở, ở đáp tiểu hài tử làm nghề săn bắn. Đột nhiên ngoài cửa sổ có người lớn tiếng, thằng lỏi đó là một tên quan đại thần thủ hạ của hoàng đế Trung Quốc. Xin công chúa đừng để gã lừa bịp, vì tiểu bảo nghe rõ thanh âm của hồng giáo chủ sợ quá chẳng cong hồn vía nào nữa. Gã khe kéo tay áo song nhi, thị lập tức xông ra ngoài cửa. Song nhi vừa mở cửa đã thấy hồng giáo chủ giang hai tay ngăn thị lại. Song nhi nhảy lên vung quyền đánh vào mặt hồng giáo chủ. Hồng giáo chủ giơ tay trái ra cản lại, tay phải điểm vào sau lưng đối phương. Song nhi rên lên một tiếng, ngã lăn xuống đất. Vì tiểu bảo cười nói, hồng giáo chủ, lão nhân gia, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Còn phu nhân đâu, người có tới đây không? Hồng giáo chủ không trả lời. Lão vươn tay nắm lấy cổ gã nhấc bổng lên đem vào trong phòng nói, khải bẩm công chúa điện hạ cùng tổng đốc đại nhân. Gã này tên gọi Vi Tiểu Bảo là một viên đại thần rất trung tín của Hoàng đế Trung Quốc. Gã làm rất nhiều chức, nào thị vệ tổng quản của Hoàng đế nào thân minh đô thống, nào khâm sai đại thần. Hàm phong đến nhất đằng tử tước, người phiên dịch nhắc lạ những câu này bằng tiếng la sát. Tô Phi Á công chúa và Cao Lý Tân Tổng Đốc đều lộ vẻ không tin. Tô Phi Á cười nói, thằng nhỏ bầy không phải là quan đại thần, bảo gã làm đại thần là giả dối. Hồng giáo chủ đáp tệ nhân có đủ bằng chứng, lão quay ra bảo đem y phục của vi tiểu bảo vào. Bỗng thấy lục cao hiên cầm cái bọc đến mở ra quả nhiên là mũ áo của Vi Tiểu Bảo. Hồi 173, theo Tô Phi Á sang nước La Sát, Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi tự hỏi, những y phục của ta sao lại lọt vào tay họ? Hồng giáo chủ quả nhiên thần thông quảng đại, Hồng giáo chủ lại bảo Lục Cao Hiên người đưa quần áo cho gã mặc vào, Lục Cao Hiên vâng lời, cầm quần áo đưa cho Vi Tiểu Bảo. Những quần áo này đã rách toạc nhiều chỗ khi Vi Tiểu Bảo chạy trong rừng bị gai cao nhưng gã mặc vào rất vừa vặn, gã đội mũ hoa bạc lên đầu, quả nhiên là phẩm phục của đại thần ở triều đình nhà Thanh. Vì tiểu bảo cười ha hà nói, hồng giáo chủ, bản lãnh của giáo chủ quả nhiên không phải tầm thường, bao nhiêu quần áo của tại hạ vứt bỏ dọc đường, lão nhân ra đều lượm được hết. Hồng giáo chủ tức giận vô cùng nhưng không nói gì, lại ra lệnh cho lục cao hiên, sục tìm trong người gã thế nào cũng có mật chỉ của hoàng đế Trung Quốc. Vì tiểu bảo nói ngay, bất tất phải sụp tìm cho mất công. Tại hạ có gì trong mình đưa hết là xong. Gã thò tay vào bọc móc ra một tập ngân phiếu có đến mười mấy vạn lạng bạc. Viên tổng đốc này ở Liêu Đông đã lâu ngày biết đó toàn là ngân phiếu. Hắn ngó thấy không khỏi thất kinh, nhìn công chúa nói, thằng nhỏ này quả nhiên có nhiều lai lịch, gã đen theo rất nhiều ngân phiếu cộng thành số bạc khá lớn. Hồng giáo chủ lại bảo lục cao hiên, thằng quỷ con này xảo quyệt vô cùng người cứ sục tìm thật kỹ. Lục Cao Hiên và ủy tôn giả liền động thủ, móc hết những đồ vật ở trong mình vi tiểu bảo ra. Quả nhiên thấy một đạo mật dụ thủ bút của Khang Hy viết khâm sai đại thần, nhất đẳng từ tước khâm sai ban ngoại hiệu ba đồ lỗ, đặc cách được mặc áo choàng màu vàng, sung chức ngự tiền thị vệ phó tổng quản, kiêm nhiệm kiêu kỵ doanh chính bạch kỳ đô thống là vi tiểu bảo được phái đi công cán tại Liêu Đông hết thầy văn vũ quan viên dọc đường đều phải nghe lệnh y điều động đạo mật dụ này lại đóng ấn quốc bảo người phiên dịch dõng dạc đọc mật dụ bằng tiếng la sát tô phi á công chúa cùng cao lý tân tổng đốc đều tấm tắc khen là kỳ dị hồng giáo chủ nói khải bẩm công chúa hoàng đế trung quốc là một tiểu hài tử nên thích thu dụng hãng con nít làm quan lớn thẳng lòi này vẫn chơi bời đùa nghịch lại giỏi nghề che tàn bợ đít khéo thổi bóng châu tiểu hoàng đế sủng ái gã lắm. Tô Phi Á không hiểu những thành ngữ, che tàn bợ đít, thổi bong bóng trâu, là nghĩa làm sao, liền hỏi tên phiên dịch. Tên phiên dịch giải thích cho Tô Phi Á nghe, nàng cười ha hà nói ta cũng ưa những kẻ che tàn bợ đít, thổi bong bóng trâu. Vì tiểu bảo nghe nàng nói vậy vui mừng khôn xiết, nhưng vẻ mặt hồng giáo chủ rất khó coi. Tô Phi Á lại hỏi tiểu hoàng đế Trung Quốc mấy tuổi vì tiểu bảo đã đại hoàng đế Trung Quốc đã 18 tuổi. Tô Phi Á cười nói là sát đại sa hoàng là em ta cũng nhỏ tuổi, mới 20 chứ không phải là một già lão. Vì tiểu bảo ngơ ngẩn nghĩ thầm, cái gì mà một già lão? À phải rồi, nàng nói lộn, lão già biến thành già lão. Gã liền trò vào công chúa nói, nàng công chúa xinh đẹp nước la sát cũng không phải là một già lão. Hay quá, rồi gã trò vào chính mình nói tiếp đại quan của Trung Quốc cũng không phải là một già lão. Tốt lắm, sau gã trò vào hồng giáo chủ nói theo những già lão ở Trung Quốc tồi lắm, xấu lắm, chẳng ra gì, tô phi á nổi lên chàng cười ha ha, cười đến phải khom lưng xuống. Viên Tổng Đốc cũng là một thanh niên chừng ba chục tuổi không nhịn được cũng phải cười rồ. Hồng giáo chủ giận xám mặt lại, chỉ muốn phóng trường đánh chết vi tiểu bảo cho bỏ ghét. Tô Phi á hỏi, thằng nhỏ đại quan ở Trung Quốc tới đây có việc gì? Vì tiểu bảo đắc, hoàng đế Trung Quốc nghe nói mấy đại nhân của nước La sát đến Liêu Đông liền phái Tài hạ đi coi. Hoàng thượng còn biết hoàng đế La sát là một thiếu niên. Công chúa La sát là một tiên nữ dáng trần, nên sai tiểu nhân đưa lễ kính biếu công chúa điện hạ và tổng đốc đại nhân 200 hạt minh châu, 200 bộ gia điêu, 200 cân sâm. Không ngờ dọc đường bị bọn cường đạo ăn cướp mất cả lễ vật Gã chưa dứt lời Hồng giáo chủ không giàn nổi cơn giận Vông tay mặt lên phóng trường nhằm đánh xuống đầu Vi Tiểu Bảo Lúc Vi Tiểu Bảo nói mấy câu này đã chú ý coi trường động tĩnh của Hồng giáo chủ Gã vừa thấy lão sơ tay lên Lập tức thi triển khinh công Thần hành bách biến Đã được cửu nạn truyền cho Gã chuồn đến sau lưng Tô Phi Á công chúa Bỗng nghe tiếng lát chát vang lên một cái ghế gỗ bị trường lực của hồng giáo chủ đánh gãy tan tành. Cao Lý Tân giật mình kinh hãi, rút súng lục trỏ vào hồng giáo chủ quát đứng nguyên, không được nhúc nhích, vừa rồi vi tiểu bảo nói một tràng dài. Công chúa không hiểu bảo tên phiên dịch nói lại, nàng nghe rồi nhìn hồng giáo chủ cười nói lễ vật kia giáo chủ đã cướp đoạt của gã này còn lưu lại một nửa. Thế là xấu lắm, hồng giáo chủ vội đáp không phải đâu, thằng lòi này nói nhăng công chúa không nên tin lời gã. Lúc trước vi tiểu bảo nằm trong dương lớn đã nghe hồng giáo chủ nói đến chuyện đưa lễ vật chân quý rất nhiều tặng cho tổng đốc, gã liền tăng ấp đôi số đó lên và nói là của hoàng đế đưa tặng. Hồng giáo chủ nghe gã bịa đặt, tức giận như người phát điên. Cao Lý Tân lại dơ súng lục trò vào người lão, khiến lão càng thêm bực mình. Súng ống của Tây Dương tuy lợi hại thật, nhưng lão ỉ mình bản lãnh tinh thâm cũng chẳng sợ gì có điều đang lúc mưu đồ đại sự, lão muốn trông cậy vào lực lượng của nước La Sát, nên không thể nhân lúc nóng giận mà đắc tội với Tổng đốc. Lão liền từ từ lùi đến bên cửa, chứ không phản kháng. Cao Lý Tân thu súng lục về nói mấy câu, người phiên dịch nhắc lại bằng tiếng Trung Quốc Tổng đốc đại nhân xin giáo chủ bất tất phải nóng giận. Đại nhân biết thằng nhỏ này nói láo, Tô Phi Á công chúa bí mật công du, Hoàng đế Trung Quốc quyết chẳng thể nào hay tin được dĩ nhiên hoàng đế Trung Quốc cũng không đời nào đưa lễ biếu tặng một viên tổng đốc la sát. Hồng giáo chủ nghe nói hết giận mỉm cười đáp tổng đốc đại nhân quả là anh Minh, nhìn rõ sự việc chân hay giả, không để thằng lòi con lừa bịp. Cao Lý Tân hỏi đến lai lịch của vi tiểu bảo thì Hồng giáo chủ liền đem những vụ gã giết đại thần ngao bái trong trường hợp nào, đưa ngự muội là kiến ninh công chúa đến Vân Nam hoàn hôn ra sao gã định hót làm nhiều điều tệ nhũng và được vua khang hy sủng ái thế nào nhất nhất thuật lại cho cao lý tân nghe lão còn tra thêm dầu mỡ cho câu chuyện thêm ly kỳ Hồng giáo chủ chờ người thông môn phiên dịch xong lai lịch của vi tiểu bảo rồi kết luận thằng lỏi này là cánh tay mặt của hoàng đế chúng ta đem giết gã đi nhất định tiểu hoàng đế phải tức giận chúng ta khởi binh hành động sự thành công càng thêm mau lẻ lão nói tới đâu người thông ngôn dịch tới đó ra tiếng la sát Tô Phi Á công chúa cười khanh khách nhìn Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm, không ngờ thằng quỷ con này mà lại gây nên nhiều chuyện đến thế. Cao Lý Tân Trầm ngâm một lát rồi hỏi, Hoàng đế Trung Quốc yêu quý thằng nhỏ này lắm ư? Hồng giáo chủ đáp, đúng thế, nếu không thì gã còn nhỏ tuổi như vậy sao đã làm đến quan lớn? Cao Lý Tân nói, nếu vậy không nên giết thằng nhỏ này, mà chỉ đưa tin cho Hoàng đế Trung Quốc để y phái người đem thật nhiều vàng bạc châu báu đến chuộc là hơn. Tô Phi Á cả mừng, khẽ hôn vào má vi tiểu bảo, một cái và nói mấy câu. Mấy câu này không cần phiên dịch cũng biết là công chúa khen gã thông minh. Vì tiểu bảo mừng thầm nghĩ bụng, chỉ mong họ đừng giết mình là được. Họ muốn tiểu hoàng đế đem vàng bạc châu báu đến chuộc là một việc rất dễ dàng. Hồng giáo chủ lộ vẻ không vui nhưng cũng không làm thế nào được. Vì tiểu bảo cầm nắm ngân phiếu chia làm ba tập. Tập dày nhất đưa cho Tô Phi Á công chúa, tập thứ hai đưa tặng Cao Lý Tân. Còn tập thứ ba mỏng nhất gã tặng cho người thông môn và còn lấy thêm trong túi áo một trăm lạng cho y, chỗ còn thừa gã chuồn vào bọc mình. Tô Phi Á, Cao Lý Tân và tên thông môn đều rất khoan khoái. Tô Phi Á lại bảo người thông môn xem lại xem được bao nhiêu lạng rồi phái người vào trong quan ải tìm cách đổi lấy bạc. Người thông môn tính ra được hơn 10 vạn lạng, công chúa sung sướng như mở cờ trong bụng liền ôm vi tiểu bảo lên hôn vào hai bên má và bảo tiền bạc thế này là đủ rồi, thà cho thằng nhỏ này về quách. Vi tiểu bảo nghĩ thầm, bây giờ họ thả mình, tất cũng bị hồng giáo chủ giết chết. Gã liền nói, công chúa là người xinh đẹp nhất trần gian, tại hạ chưa từng thấy ai đẹp như vậy, muốn ở lại đây nhìn ngắm thêm mấy ngày. Tô Phi Á cười khanh khách đáp, sáng mai chúng ta phải về Mạc Tư Khoa rồi, vì tiểu bảo chẳng hiểu Mạc Tư Khoa ở địa phương nào liền nói ngay, nàng công chúa Mỹ Lệ đi mạc tư khoa thì tên quan lớn trẻ nít này cũng xin theo đến mạc tư khoa. Nàng công chúa Mỹ Lệ lên cung trăng trên trời thì tên đại quan trẻ nít cũng theo lên cung trăng trên trời. Tô Phi Á thấy ga ăn nói hoạt bát lấy làm vui giả liền gật đầu đáp, được rồi, ta dẫn ngươi đi mạc tư khoa. Cao Lý Tân nhíu cặp lông mày toan lên tiếng cản trở, nhưng hắn lại nghĩ thầm, thằng nhỏ này làm đến quan lớn, bên mình tùy tiện đem theo đến mấy chục vạn lạng bạc thì mình muốn đòi hoàng đế trung quốc phải đem một trăm vạn lạc đến chuộc chắc y cũng chịu liền cao lý tân bản tính tham lam hắn nghĩ vậy rồi không muốn tha vi tiểu bảo một cách dễ dàng hắn liền nói theo phải lắm chúng ta đưa gã về mạc tư khoa đoạn hắn nhìn hồng giáo chủ xua tay một cái hồng giáo chủ không làm sao được đành phải cáo từ lúc lão ra cửa còn dương cặp mắt hầm hầm mà nhìn vi tiểu bảo vi tiểu bảo nhìn lão nhăn mặt Thè lưỡi miệng hô, hồng giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Hồng giáo chủ căm giận đến cực điểm, dẫn bọn lục cao hiên băng băng đi ngay. Nguyên hoàng đế nước la sát sưng là Sa Hoàng, năm nay Sa Hoàng 21 tuổi, tên gọi Tây Áo Đô Tam Thế. Tô Phi Á là tỷ tỷ của nhà vua, Tây Áo Đồ Tam Thế đầu óc rất thông minh, nhưng bị tàn tật ngay từ lúc mới sinh, hành động khó khăn. Y vẫn nằm trên giường để giải quyết mọi việc lớn nhà nước bờ cõi nước la sát rộng mênh mông, việc cai trị lại càng khó khăn. Nước La Sát có đội quân Kha Tát Khắc rất tinh nhuệ và súng ống cực kỳ lợi hại. Quốc thổ của Tây Áo Đồ Tam Thế từ đông qua Tây dài tới hàng vạn dặm, nhân chúng rất phức tạp. Việc đông trinh Tây Phạt đều trông vào đội kỵ binh Kha Tát Khắc, còn súng ống thì do toán thân binh của Hoàng đế điều khiển để bảo vệ kinh sư. Tô Phi Á tính tình phóng túng từ thuở nhỏ phong tục của người la sát khác xa lễ nghĩa của trung hoa nam nữ giao tiếp trước nay vẫn được tùy tiện tô phi á công chúa lại là người xinh đẹp nên những bậc vương công tướng quân trong triều phần đông là tình nhân của nàng cao lý tân tổng đốc bảnh trai và lãng mạn càng được công chúa ưa thích hắn được phái qua mặt đông xây đắp thành trì ở hai nơi ni bố sở nhã tát khắc để dòm dò những xứ mông cổ liêu đông của trung quốc công chúa tưởng nhớ tình nhân nên chẳng quản ngại đường xa muôn dặm đi theo từ mạc tư khoa đến liêu đông tô phi á tính tình hiếu động tuy nàng rất thích cao lý tân nhưng chẳng đời nào nghĩ đến chuyện tòng nhất nhì chung một hôm nàng phát giác ra đường địa đạo ở trong phòng ngủ cao lý tân không khỏi động tính hiếu kỳ liền lần mò xuống xem nguyên đường địa đạo này thông ra khu ngoại thành nhã tát khắc liên lạc với tiếu cương tổng đốc cao lý tân làm đường hầm này là đề phòng khi trong thành xảy ra biến cố có đường thoát ra ngoài hôm ấy tô phi á bỗng ngó thấy tên quân canh buông lời trêu cợt rồi cùng hắn đùa giỡn không ngờ tên quân này bị vi tiểu bảo giết chết nàng công chúa la sát ngẫu nhiên gặp tên đại quan trẻ nít người trung quốc là vi tiểu bảo nàng nghe vi tiểu bảo nói muốn theo mình đi mạc tư khoa cũng lấy làm hứng thú liền đưa gã cùng song nhi thượng lộ đoàn người tiến về phía tây nàng Tô Phi Á có một đội binh kha tát khắc 200 tên đi theo để hộ về. Dọc đường có khi đi ngựa, có lúc cưỡi hưu lướt trên cánh đồng bát ngát đầy tuyết phủ, ngày nào cũng tiếp tục tiến về phía Tây. Cuộc hành trình như vậy đã kéo dài ngoài hai chục ngày, cách xa thành nhã tát khắc đến hơn ngàn dặm rồi, Hồng giáo chủ chắc không thể đuổi theo được nữa. Vì tiểu bảo yên giả không còn lo sợ gì nữa, mới hỏi đến lộ trình đi mạc tư khoa thì người ta cho biết còn phải đi hơn 4 tháng nữa mới tới nơi. Gã không khỏi giật mình kinh hãi cất tiếng hỏi, thế là đến tận chân trời hay sao? Phải đi thêm 4 tháng nữa thì thằng nhỏ người Trung Quốc sẽ biến thành già lão ngoại quốc rồi con gì? Tô Phi Á bật cười hỏi lại, vậy ngươi muốn sao bây giờ? Trở về thành Bắc Kinh chăng? Ngươi nhìn ta chán rồi chứ gì? Vì tiểu bảo đáp nàng công chúa Mỹ Lệ thì nhìn ngắm hàng ngàn hàng vạn năm cũng không biết chán. Có điều tại hạ đi xa quá đâm ra trong lòng sợ hãi. Hơn hai chục ngày đường, Tô Phi Á vẫn cùng gã nói chuyện giải buồn. Trong thời gian này nàng học được thêm nhiều tiếng Trung Quốc. Vì Tiểu Bảo là người thông minh lanh lợi cũng học được khá tiếng la sát. Đôi trai gái đi đường tĩnh mịch, cô gái đã chẳng phải là trinh nữ mà gã trai cũng không là người quân tử. Một bên chẳng giữ mình cho băng thanh ngọc khiết thì một bên khi nào chịu để yên rồi kết thành mối nhân duyên giai đoạn. Tô Phi Á nghe Vi Tiểu Bảo nói muốn trở về Bắc Kinh không khỏi có ý quyến luyến chẳng nỡ rời tay. Liền nói, ta không cho ngươi đi, ngươi phải đưa ta đến Mạc Tư Khoa, bầu bạn với ta một năm nữa rồi mới được về Trung Quốc. Vi Tiểu Bảo không khỏi than thầm trong bụng, nhưng bấy nhiêu ngày ở với công chúa, gã đã biết tính nàng rất cương nghị. Gã mà không chịu nghe lời, ương ngạnh đòi về thì nàng tất sai quân kha tát khắc giết chết. Gã liền tươi cười tỏ vẻ rất hoan hỷ đến tối vi tiểu bảo ngấm ngầm bàn bạc với song nhi xem có cơ hội nào thoát thân được chăng song nhi nói tướng công muốn thế nào tiểu tỳ cũng nghe theo như vậy vi tiểu bảo đưa mắt nhìn cánh đồng tuyết phủ mênh mông buông tiếng thở dài rồi lắc đầu ra chiều thất vọng gã biết rằng nếu hai người mà bỏ trốn lại không mang theo đủ lương ăn ngựa cưỡi thì dù tô phi á chẳng phái người rượt theo cũng phải chết đói chết rét ở nơi cánh đồng tuyết bát ngát này dạo trước vi tiểu bảo ở liêu đông trong rừng tuyết tuy cũng là nơi hoang vắng rét lạnh nhưng còn có thể săn dã thú làm thực vật hiện nay trên trời không còn một con chim sẻ nhỏ có khi đi suốt ngày trên đất tuyết chẳng nhìn thấy vết chân một con dã thú nào vi tiểu bảo ở vào tình thế không làm sao được đành chịu theo tô phi á tiếp tục đi về phía tây ban đầu gã còn nhớ tới mấy nhân vật trung quốc tự hỏi không hiểu tiểu hoàng đế hiện tình ra sao ngô tam quế đã tạo phản chưa người đẹp A Kha ở Côn Minh hay đi đâu rồi? Hồng giáo chủ và Phương Di còn ở Liêu Đông hay đã trở về thần Long Đảo? Gã đi trên cánh đồng tuyết lớn hơn một tháng nữa rồi bao nhiêu ý niệm về nhân vật Trung Quốc cũng mất hết. Ở giữa nơi trời băng đất tuyết, đầu óc con người tưởng chừng cũng ngưng kết lại. May mà vi tiểu bảo tánh ham khoái lạc, chẳng lo nghĩ gì. Có khi gã nói tiếng la sát ba si ba tu với tô phi á, có lúc gã nói chuyện hoang đường với song nhi hoặc kể những thiên cố sự, nên không lấy gì làm tịch mịch cho lắm. Sau hơn 4 tháng hành trình, khí hậu dần dần ấm áp trở lại, bằng tan tuyết giữa hết rồi. Những bức tường thành mạc tư khoa tuy rất dày và kiên cố, nhưng cách kiến trúc thật là quê kịch. Đứng đằng xa trong những nhà cửa trong thành đã thấy nhơ nhớp hủ lậu, đừng nói Bắc Kinh, Dương Châu là những tòa thành lớn, mà đến những tiểu thành thị ở Trung Quốc cũng còn tráng lệ hơn ở đây rất nhiều chỉ có mấy ngôi nhà thờ lớn với những cây tháp nóc tròn và nhọn là có vẻ hùng vĩ vì tiểu bảo thấy tình trạng này liền đem lòng khinh bỉ nước la sát gã tự hỏi nước la sát lợi hại chỗ nào hoàng thành nước này chẳng khác gì chuồng heo chuồng bò bên trung quốc chúng ta vậy mà công chúa ở dọc đường đã khoe khoang khoác lác với ta mạc tư khoa là trốn đại phồn hoa lúc còn cách thành mạc tư khoa mấy chục dặm công chúa đã sai thị vệ vào thành trước báo tin bỗng nghe tiếng tù và nổi lên inh ỏi hai đội lính súng cưỡi ngựa từ trong thành tiến ra tô phi á cả mừng nói hoàng đế đã phái binh đến đón tiếp ta hai đội kỵ binh đi gần tới nơi tô phi á giật mình kinh hãi và trên đầu các quan binh đều gài một cái lông đen đầu súng treo một mảnh vải đen đó là biểu hiện trong nước có đại tang nàng vội tung ngựa vọt lại lớn tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy một tên đội trưởng từ trên mình ngựa nhảy xuống tiến lại quỳ gối đáp khải bẩm công chúa hoàng thượng được đức thượng đế tuyên triệu đã xa rời nhân dân quốc gia lên thiên đàng rồi tô phi á trong lòng đau xót dòng châu lã chã khôn cầm nàng hỏi vụ này xảy ra từ bao giờ đội trưởng đáp nếu công chúa về sớm bốn ngày thì đã được cùng hoàng thượng chia tay vĩnh biệt tô phi á tuy biết hoàng đệ thân thể suy nhược thọ mạng chẳng được lâu dài nhưng nghe tin giữ một cách đột ngột không khỏi bàng hoàng thương cảm nàng nằm phục xuống yên ngựa mà khóc giống lên, vì tiểu bảo thấy công chúa khóc lóc bi thương chẳng hiểu vì nguyên nhân gì. Gã hỏi lại người thông dịch mới biết hoàng đế nước La Sát đã tạ thế. Gã mừng thầm trong bụng tự nhủ, hoàng đế La Sát hết hưởng tiên phúc thì trong nước tất bị một phen rối loạn. Họ có muốn phái binh đi đánh Trung Quốc cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn Tô Phi Á liền đi theo tên đội trưởng về tới ngoại thành, toàn tiến vào cung thì tên đội trưởng nói, Hoàng Thái Hậu đã có lệnh mời công chúa nghỉ lại ở liệp cung ngoài thành. Tô Phi Á vừa kinh hãi vừa tức giận quát hỏi, Hoàng Thái Hậu nào, sao Hoàng Thái Hậu lại ngăn cản ta được? Tên đội trưởng vẫy tay một cái, bọn lính súng liền giơ súng lên nhằm vào bọn thị vệ tùy tùng công chúa bắt chúng hạ đao thương và xuống ngựa. Công chúa càng tức giận lớn tiếng hỏi, các ngươi định tạo phản chăng? Đội trưởng đáp, Hoàng Thái Hậu sợ công chúa về kinh rồi không chịu tuân theo chỉ dụ của Tân Hoàng, nên sai tiểu tướng giam giữ công chúa lại. Tô Phi Á mặt đỏ bừng quá, Tân Hoàng ư, Tân Hoàng là ai? Đội trưởng đáp, Tân Sa Hoàng là bỉ đắc nhất thế bệ hạ Tô Phi Á ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi, bỉ đắc ư, bỉ đắc mới là đứa con nít 10 tuổi thì làm Sa Hoàng thế nào được? Người còn nói Hoàng Thái Hậu nào? Phải chăng là na đặt lệ ác? Đội trưởng đáp, đúng rồi nguyên phụ thân của tô phi á là a lai khắc tu tư tức mễ hải lạc duy chỉ sa hoàng lấy hai bà hoàng hậu hoàng hậu thứ nhất rất đông con tiên hoàng tây áo đồ tam thế và tô phi á công chúa đều là con của bà hoàng hậu này đệ nhị hoàng hậu là na đạt lệ á trẻ tuổi hơn nhiều chỉ sinh hạ được một trai là bỉ đắc tô phi á nói người đưa ta về công để gặp na đạt lệ á hỏi cho ra phải trái đệ đệ của ta là y phàm còn lớn tuổi hơn bỉ đắc sao lại không lập lên làm xa hoàng? Những đại thần trong triều đi đâu hết mà không hiểu lý lẽ này? Đội trưởng đáp tiểu tướng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Thái Hậu và Sa Hoàng. Xin công chúa đừng phiền trách, gã nói rồi cầm lấy dây cương ngựa của Tô Phi Á dắt quay về phía đông. Tô Phi Á tức giận không thể nhịn được, suốt đời nàng chưa thấy ai dám vô lễ với mình đến thế. Nàng liền cầm roi ngựa vung lên quất túi bụi xuống đầu tên đội trưởng. Tên đội trưởng chỉ mỉm cười, lãng mình né tránh rồi nhảy tót lên lưng ngựa thống lãnh đội ngũ đưa công chúa ra ngoại thành. Hồi 174, vì tiểu bảo bầy mưu thoán đế, vì tiểu bảo và song nhi cũng đều bị đưa đến liệp cung ở ngoài thành và bị giam vào trong đó. Đội lính súng phòng vệ bên ngoài rất nghiêm mật, không cho ai rời khỏi. Tô Phi Á công chúa tức giận như phát điên, bao nhiêu đồ vật trong tầm thất đều bị nàng đập vỡ tan tành. Bọn nhà bếp ở Liệp Cung cứ đến giờ ăn uống lại đem cơm nước vào cho Tô Phi Á. Tình trạng này đã kéo dài đến mấy ngày, bọn quân canh ngoài Liệp Cung vẫn đề phòng nghiêm mật, không giảm đi chút nào. Tô Phi Á liền gọi tên đội trưởng vào hỏi, bọn người định giam cầm ta bao nhiêu lâu? Tên đội trưởng đáp, Hoàng Thái Hậu đã chỉ thị xin công chúa nghỉ lại đây chờ bị đắc nhất thế bệ hạ làm lễ khánh hạ lên ngôi ngũ thập chu niên sẽ mời công chúa vào trong cung dự lễ khánh hạ. Tô Phi Á tức giận hỏi, chờ đến ngày Khánh Hạ bị Đắc lên ngôi ngũ thập chu niên, thế ra ta bị giam ở đây năm chục năm ư. Đội trưởng mỉm cười đáp, năm nay tiểu tướng đã 40 tuổi, tin rằng không thể trầu hầu công chúa năm chục năm được. Bất quá 10 năm hay 20 năm lại đổi viên đội trưởng trẻ tuổi hơn đến thay thế. Tô Phi Á nghĩ đến chuyện mình phải giam đến năm chục năm, trong lòng không rét mà run. Nàng gượng cười nói, đội trưởng, ngươi lại đây ta coi người cũng là một trang nam tử phong tư anh tuấn nàng toàn dùng mỹ sắc dẫn dụ tên đội trưởng để hắn phải nép mình dưới bóng quần hồng rồi hắn sẽ buông tha mình một cách hồ đồ tên đội trưởng khom lưng xá dài lùi lại một bước đáp xin công chúa lượng thứ cho hoàng thái hậu đã ra lệnh cho bọn quan binh ở hòa thương doanh là nếu tên nào chỉ đụng vào một ngón tay của công chúa là lập tức bị tội chém đầu gã ngừng lại một chút rồi tiếp kẻ phạm tội bị giết là đội trưởng thì phó đội trưởng được lên thay kế vị kẻ bị giết là phó đội trưởng thì tiểu đội trưởng ở tiểu đội thứ nhất được xung vào. Mọi người đều muốn tham quan nên cuộc giám thị rất gắt gao. Hắn vừa nói tới đây quả nhiên có người đẩy cửa tiến vào. Chính là phó đội trưởng, y đã đứng ngoài dòm ngó từ trước. Nguyên Hoàng Thái Hậu biết Tô Phi Á là một cô gái lãng mạn lại cực kỳ xinh đẹp, nếu không lập ra luật này thì e rằng khó mà giam giữ nàng được. Tên đội trưởng lui ra rồi, Tô Phi Á đành chịu bó tay không còn cách gì nữa nàng nằm phục xuống giường khóc nức nở, miệng không ngớt lớn tiếng thoá mạ thái hậu. Vì tiểu bảo bị giam trong liệp cung đã lâu, thấy công chúa mỗi ngày một thêm nóng nảy mà bọn lính súng lại đầy vẻ hung tàn vô lễ, bất giác gã lẩm bẩm ở chốn yêu ma quỷ quái này chỗ nào cũng đầy quỷ khí. Gã liền thương lượng với song nhi nhiều lần định trốn khỏi liệp cung đẳng trở về Trung Quốc. Việc trốn khỏi liệp cung không lấy gì làm khó lắm, nhưng đường về Trung Quốc thật khó hơn cả lên trời. Nếu không người đưa đường thì lúc qua khu đồng cỏ lớn hoặc đại sa mạc tất phải lạc nẻo. Đừng nói chuyện cưỡi ngựa đi xe bốn, năm tháng trời mới về được đến Bắc Kinh, mà e rằng chỉ đi bốn, năm ngày đã nhức đầu lạc lõng vào nơi trời đất mịt mờ. Hai người chẳng tìm ra được kế hoạch gì, vì tiểu Bảo đành ba hoa cười giỡn với song nhi cho tiêu ngày giờ. Có lúc gã nói chuyện đường tăng đem tôn ngộ không, xa hòa thượng, chư bắt giới sang Tây Thiên lấy kinh. Gã hỏi, ta cùng cô đánh cuộc. Ngày trước đường tăng qua Tây Thiên lấy kinh nhất định không xa bằng ta sang tới mặc tư khoa. Thế thì ta còn lợi hại hơn đường tăng, mà cô lợi hại hơn chư bát giới. Nếu cô không tin thì ta đánh cuộc với cô. Cô có bằng lòng không? Bản tính song nhi không biết cờ bạc là gì. Cô liền đáp, tướng công bảo tướng công lợi hại hơn đường tăng. Tiểu tỳ cũng chịu thua rồi, không đánh cuộc với tướng công đâu. Còn tiểu tỳ đành là thua chư bát giới thị nói rồi tuét miệng ra cười. Bỗng nghe công chúa ở trong phòng bên cạnh lại nổi cơn vật vã. Nàng đập giường, dậm chân, khóc lóc rầm dĩ. Vì tiểu bảo thở dài nói ta phải vào khuyên can nàng mới được. Khóc lóc vật vã hoài cũng chẳng ích gì. Gã chạy vào phòng công chúa, cất tiếng ôn nhu Công chúa, đừng khóc nữa. Tại hạ nói chuyện buồn cười cho công chúa nghe. Tô Phi Á nằm phục trên giường, hai chân đập loạn lên vừa khóc vừa nói, ta không nghe đâu, ta không nghe đâu, ta muốn bắt xa lý chát, nhất là ta muốn đẩy xa lý chát na đạt lệ á xuống địa ngục. Vì tiểu bảo không hiểu, xa lý chát, là nghĩa làm sao? Gã hỏi lại mới biết, xa lý chát, là trò và mẹ của sa hoàng, gã rất làm cao hứng liền nói, tại hạ tưởng, xa lý chát, là ác nhân nào, té ra là hoàng thái hậu. Tại hạ nói cho công chúa nghe, xa lý chát, ở Trung Quốc kêu bằng mụ điếm già mụ cũng là con người đại ác. Sao tại hạ nghĩ cách đuổi mụ ra khỏi hoàng cung, hoàng đế Trung Quốc cao hứng vô cùng, mới phong tại hạ làm quan lớn. Tô Phi Á cả mừng trở minh ngồi nhỏm dậy hỏi, ngươi dùng cách gì vậy? Vì tiểu bảo nghe nói nghĩ thầm, sở dĩ ta đuổi được mụ điếm già chỉ vì mụ ta là giả thái hậu. Còn mụ điếm giả nước la sát là thái hậu thật thì dĩ nhiên phương pháp của ta không thể dùng được. Gã nghĩ vậy liền đáp tại hạ đã câu kết với tiểu hoàng đế để đối phó cùng, xa lý chát, ở Trung Quốc. Tô Phi Á cau mày nói, bỉ đắc rất yêu mến mẫu thân y, khi nào lại chịu nghe lời ta để phản đối xa lý chát. Trừ phi, trừ phi, nàng đứng dậy, hai chân trần bước lui rồi lại bước tới ở trên giường, cắn chặt hai hàm răng để suy nghĩ. Vì tiểu bảo nói, ngày trước ở Trung Quốc có một vị nữ hoàng đế là Võ Tắc Thiên. Vị nữ hoàng đế này lấy rất nhiều nam hoàng hậu và nam phi tần, hưởng cuộc đời vui sướng. Công chúa ơi, tại hạ nhận thấy công chúa chẳng khác gì võ tắc thiên mấy tí. Công chúa lên làm nữ sa hoàng rất xứng đáng. Tô phi á động tâm, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này vì cổ kim nước La sát chưa có nữ sa hoàng, nên cho rằng mình là con gái chẳng thể làm sa hoàng được. Bây giờ nàng nghe vi tiểu bảo nói vậy, Bất giác tự hỏi, Trung Quốc đã có nữ hoàng đế thì sao nước La Sát lại không thể có nữ sa hoàng. Từ ngày Tô Phi Á bị cầm tù tại Liệp cung trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ cách trốn ra khỏi Liệp cung. Dù nàng có phải đến nhã tát khác ở chốn phương trời xa thẳm thuộc đông bộ nước La Sát để sống chung với Cao Lý Tân Tổng đốc cũng còn hay hơn là ở dưới sự giam cầm của hoàng thái hậu. Nàng vừa nghe Vi Tiểu Bảo nói tới, nữ sa hoàng trước mắt đột nhiên hiện ra một bầu trời mới mẻ. Tô Phi Á xoay mình lại, hai tay nắm lấy vai vi tiểu bảo, khẽ hôn vào má gã một cái, mắt chiếu ra những tia sáng đầy hy vọng. Nàng mỉm cười đáp nếu ta lên làm nữ sa hoàng, sẽ phong cho ngươi làm hoàng hậu. Vì tiểu bảo giật nảy mình lên, miệng lẩm bẩm vụ này nhất quyết không làm được. Gã vội đáp tại hạ là người Trung Quốc chẳng thể làm nam hoàng hậu ở nước La Sát công chúa chỉ phong cho tại hạ một chức quan lớn là xong. Tô Phi Á hỏi, người vừa làm hoàng hậu vừa làm quan lớn cũng được chứ sao? Vì tiểu bảo bụng bảo dạ, hiện giờ chúng ta đang lâm vào tình trạng đến tính mạng còn khó nỗi bảo toàn. Chỉ cầu được yên ổn khoái lạc, mong chi đến chuyện làm hoàng hậu với quan lớn. Tô Phi Á lại hỏi, người thử nghĩ xem có kế gì cho ta lên làm nữ sa hoàng được chăng? Vì tiểu bảo trao mày không biết đáp thế nào, nguyên gã chỉ lèo mép, chuyên nghề nịnh hót lấy lòng, còn về quân quốc đại sự, kiến thức gã rất tầm thường, so với vua Khang Hy thực khác nhau một trời một vực. Ngày đối với bọn Trần Cận Nam, sách ngạch đồ, ngô tam quế cũng còn kém xa. Gã đáp thưa công chúa, việc bày tại hạ không làm nổi, phải về Bắc Kinh lập tức để hỏi tiểu hoàng đế Trung Quốc. Ngài nghĩ kế hoạch cho rồi. Tại hạ sẽ đem theo một số nhân vật có bản lãnh đến để bắt mụ điếm giả thái hậu nước La Sát và bắt luôn bị đắp tiểu sa hoàng là đại công cáo thành gã nói tới bốn chữ đại công cáo thành không nhịn được lại ôm lấy tô phi á mà hôn tô phi á hồ lên một tiếng rồi nói không được không được người trở về bắc kinh rồi trở lại mạc tư khoa phải mất một năm còn chưa đủ không chừng ngươi tới nơi ta đã qua đời và lên thiên đàng rồi vì tiểu bảo thấy lời tô phi á rất có lý liền thở dài nói nàng công chúa mỹ lệ ơi nàng lên thiên đàng thì tên quan lớn trẻ nít ở bên Trung Quốc cũng theo lên. Tô Phi á bụng bảo dạ, thằng nhỏ này chỉ được cái mồm miệng lém lẩu, dùng lời lừa gạt để cho người ta hoan hỉ. Nàng khẽ đẩy gã ra đáp, thằng trẻ nít Trung Quốc là đồ vô dụng, chỉ biết nâng, nâng đít châu, thổi bóng ngựa. Vì tiểu bảo nghe nàng nói câu, nâng đít ngựa, thổi bóng châu, ngược lại thành, nâng đít châu, thổi bóng ngựa, gã không nhịn được bất giác nổi lên chàng cười ha ha. Nhưng gã coi bộ mặt khinh khỉnh của Tô Phi Á, tỏ ra miệt thị gã thì trong lòng lại ngấm ngầm tức giận, tự hỏi, có cách gì để thị lên làm nữ sa hoàng được không? Võ Tắc Thiên đã lên làm hoàng đế trong trường hợp nào? Nếu mình có cách giúp thị lên làm nữ sa hoàng nước La Sát thì hay biết mấy? Đáng tiếc từ đây đến Bắc Kinh xa quá, ta chẳng thể chạy về để vấn kế tiểu hoàng đế được. Đường học vấn của Vi Tiểu Bảo chỉ ở chỗ một là được nghe lỏm thầy đồ nói chuyện với người ta hay là ở nơi coi tuồng hát. Từ ngày gã làm quan lớn, ít được nghe giảng sách mà cũng chẳng mấy khi đi coi tuồng hát. Gã chưa được nghe qua về thiên cố sự của Võ Tắc Thiên lên ngôi hoàng đế. Vi Tiểu Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần, gã nghĩ là những chuyện cổ tích về công cuộc khai sáng cơ nghiệp đế vương ngày trước, miệng lẩm bẩm, "Vụ nữ hoàng đế lên ngôi, ta đành là không hiểu rồi." còn những năm hoàng đế đã lên ngôi trong trường hợp nào chu nguyên trương mà lấy được thiên hạ là trông vào những đại tướng dưới trướng như bọn từ đạt thường ngộ xuân hồ đại hải mộc anh vì tiểu bảo tiếp tục nghĩ đến những thiên cố sự trong sách đại minh anh liệt truyện gã lẩm bẩm lý tự thành đem quân đến đánh bắc kinh gia gia của sư phụ ta cửu nạn là sùng trinh hoàng đế phải chết treo lý tự thành tự lập lên làm hoàng đế quân thanh đánh lý tự thành, lão phải bỏ chạy, thuận trị lão hoàng gia lên làm hoàng đế. Bây giờ ngô tam quế muốn làm hoàng đế cũng phải giấy binh tạo phản. Gã nghĩ đến mấy thiên cố sự trên rồi kết luận xem chừng bất luận là ai muốn làm hoàng đế cũng phải dẫn quân gây nên một trường đại chiến, chém giết nhau cát bụi tung trời, máu chảy thành sông, thây cao như núi. Nghĩ tới chuyện đánh nhau, vì tiểu bảo sinh lòng khiếp sợ, tự hỏi, hiện chúng ta bị giam cầm ở đây làm gì có quân lính? Gây cuộc đánh nhau với ai? Nhưng không đánh nhau thì làm hoàng đế thế nào được? Gã hiểu biết rất ít về lịch sử Trung Quốc, cho là muốn làm hoàng đế tất phải đánh nhau. Chỉ một mình Khang Hy tiểu hoàng đế là được lão hoàng gia nhường ngôi cho để đi tu. Gã nhận định biện pháp này không thể dùng được, vì tiểu bảo lại nghĩ đến vờ tuồng, chảm hoàng bào trong tích hát này thái tổ hoàng đế nhà tống là triệu khuôn dẫn hạ sát đại tướng trịnh ân vợ trịnh ân giấy quân đánh báo thù cho chồng triệu khuôn dẫn địch không nổi phải năn nỉ đối phương rồi cởi áo hoàng bào vung dao chặt đứt làm hai đoạn để thế thân cho hoàng đế khiến trịnh phu nhân hả mối căm hơn hoàng đế như vậy là xấu quá gã tiếp tục nghĩ đến vợ lộc đài hận trụ vương vô đảo khương thái công giúp chu vũ vương giấy binh đến đánh bức bách chủ vương phải chết cháy trên lục đài rồi chu vũ vương lên làm hoàng đế. Dĩ nhiên vi tiểu bảo không hiểu thời bấy giờ không có hoàng đế. Rồi gã nghĩ tới vợ tuông, tiêu giao, gã tự hỏi, tên đại gian thần mặt trắng là Tào Tháo lên làm hoàng đế trong trường hợp nào? Tuồng tích như sau, Tào Tháo dẫn quân vào cung bức tử Hán cái gì đế, Hán hiên đế mà gã không nhớ, rồi tự lập làm hoàng đế. Những đại tướng thủ hạ Tào Tháo có bọn Trương Liêu hứa trừ gì gì đều là những nhân vật lợi hại đoạn này vi tiểu bảo nhớ lộn tào tháo không làm hoàng đế vì tiểu bảo lại tự hỏi lưu bị lên làm hoàng đế trong trường hợp nào ta không hiểu nhưng nhất định bọn quan công trương phi triệu vân đã chiến đấu cho ông rút cục muốn làm hoàng đế phi đánh nhau là không được dù làm hoàng đế rồi mà đánh không lại người ta thì ngôi hoàng đế cũng bị cướp mất nếu không bị cướp môi cũng phải nhục nhã ê chì thầy đồ còn kể chuyện thủy hử trong tích, lâm giáo đầu hỏa tính vương luân, tiểu cây muốn làm thủ lãnh bọn cường đạo liền tư thông với lâm sung để giết viên thủ lãnh trước của đám lương sơn bạc là vương luân. Chuyện này chứng tỏ muốn làm thủ lãnh bọn cường đạo cũng phải chém giết mới được. Tô Phi Á thấy Vi Tiểu Bảo vừa nghiến răng ken kết vừa nắm tay lại thành quyền đấm vào quãng không liền cười hỏi, ngươi làm cho gì vậy? Vi Tiểu Bảo sừng sốt, chợt tỉnh táo lại đã, muốn làm hoàng đế nhất định phải đánh nhau. Tô Phi Á ngơ ngác hỏi, đánh ư, đánh với ai, vì tiểu bảo đáp, dĩ nhiên là đánh mụ điếm giả nước la sát. Tô Phi Á nghe gã nói mấy lần, mụ điếm giả la sát, mà không hiểu ba chữ, mụ điếm giả, là nghĩa gì. Nàng toan hỏi lại thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Tên đội trưởng ở hòa thương doanh chạy vào phòng túng ngực vi tiểu bảo, nói lý la lý lố một hồi rồi lôi gã ra ngoài. Bình một tiếng, cửa phòng đóng sập lại tên đội trưởng vung chân phải đá vào đít vi tiểu bảo một cước thật mạnh hắn nổi lên chàng cười hô hố vung chân đá phát thứ hai vi tiểu bảo tức quá đột nhiên lộn người đi một vòng nhảy sổ lại cưỡi lên cổ tên đội trưởng chiêu thức này là một trong cứu mệnh tam kỳ chiêu mà gã đã được hồng phu nhân truyền thụ cho đòn đánh của vi tiểu bảo chưa luyện được thuần thục mà đem ra đối phó với những tay cao thủ võ học thì chẳng thấm thía gì nhưng tên đội trưởng la sát mù tịt về võ công của Trung Quốc, nên chân tay vi tiểu bảo hãy còn quờ quạng vụng về mà vẫn đắc thù. Vi tiểu bảo trí hai ngón tay vào cặp mắt tên đội trưởng, lớn tiếng quát đừng cử rộng, tròng mắt, chết ngay, gã không biết nói câu, ngươi mà nhúc nhích là ta móc tròng mắt ra đó, bằng tiếng la sát nên chỉ nói mấy tiếng, đừng cử rộng. Tròng mắt, chết ngay, tên đội trưởng bản tính thông minh hiểu được ngay, hắn kinh hãi không dám cử động vì tiểu bảo đưa tay mặt kéo tay đội trưởng quát lên đi đi gã cưỡi cổ tên đội trưởng như cưỡi ngựa và bắt hắn đi vào phòng công chúa rồi lớn tiếng la đóng cửa lại cây súng bắt lấy tô phi á vừa kinh hãi vừa mừng thầm vội đóng cửa lại nàng rút lấy khẩu súng lục đeo bên mình đội trưởng ra trí vào lưng hắn vì tiểu bảo từ trên vai đội trưởng nhảy xuống gã cởi dây lưng của hắn cột hai chân lại đoạn gã cởi dài quần để cột tay quần của tên đội trưởng mất dài liền tuột xuống tô phi á và vi tiểu bảo đều không nhịn được cười nổi lên chàng cười khanh khách tên đội trưởng mặt mũi đỏ gay nhến răng ken két ra chiều phẫn nộ đến cực điểm bỗng thấy cửa phòng khẽ bị đẩy ra song nhi thò đầu vào hỏi tướng công có việc gì không vi tiểu bảo ra hiệu cho thị tiến vào rồi đóng cửa lại song nhi thấy tên đội trưởng hoang mang lúng cuống thì vừa buồn cười vừa lấy làm kỳ Tô Phi Á hỏi Vi Tiểu Bảo người bắt đội trưởng làm gì? Vì Tiểu Bảo gặp lúc tức giận liền bắt đội trưởng, chứ chưa nghĩ tới bắt hắn để làm gì. Bây giờ gã nghe Tô Phi Á hỏi vậy, chợt động linh cơ, gã đáp bảo hắn dẫn quân quay về tạo phản, giết Sa Lý Trác và giết Sa Hoàng để công chúa lên làm nữ Sa Hoàng. Tô Phi Á không hiểu tạo phản là gì, nhưng nghe nói đến việc giết Sa Lý Trác, giết Sa Hoàng để nàng lên làm nữ Sa Hoàng thì hiểu ngay nàng ngơ ngác một chút rồi lộ vẻ vui mừng, nhìn đội trưởng nói lý la lý lố một hồi. Vì tiểu bảo nghe hai người nói toàn tiếng la sát tuy chẳng hiểu gì, nhưng cũng biết là Tô Phi Á bảo đội trưởng dẫn quân về chiều tạo phản. Gã lại thấy đội trưởng lắc đầu quầy quậy, liền biết là hắn không chịu nghe lời. Gã lớn tiếng la, hắn không chịu tuân theo thì giết quách đi. Gã cúi xuống rút đao chủy tủ trong ống giày ra xẻo một nhát đánh vèo một cái lướt qua má bên trái tên đội trưởng một mảng dâu bị hớt đứt rớt xuống là tả. Tô Phi Á cười nói, lưỡi đao này bén nhạy thật, tên đội trưởng sợ hết hồn, mặt xám như cho tàn. Hắn nghĩ bụng thằng lòi con người ngoại quốc này giấu dao trong ống giày thật là cổ quái. Đáng tiếc ta không sụp tìm trong mình gã ngay từ lúc đầu. Tô Phi Á hỏi hắn, người có chịu đầu hàng và ủng hộ ta lên làm nữ sa hoàng không? Đội trưởng đáp chẳng phải tiểu nhân không chịu ủng hộ công chúa nhưng bọn bộ hạ quyết chẳng nghe theo lệnh của tiểu nhân. Trong thành mạc tư khoa có 20 đội hỏa thương, bọn tiểu nhân chỉ có một đội dù muốn tạo phản cũng không thể đánh lại 19 đội kia được. Tô Phi Á nghe hắn nói có lý, nàng muốn giải thích cho vi tiểu bảo hay, nhưng trong lúc nhất thời khó mà nói rõ ra được. Nàng đành ra hiệu bằng tay, khi nói tới hai chục đội hỏa thương, nàng dùng mười đâu ngón tay không đủ, phải tuột dây vớ ra, sử dụng cả mười ngón chân cho đủ số vì tiểu bảo bản tính thông minh hiểu ngay một cách dễ dàng. Gã cũng nhận thấy vụ này rất khó khăn, liền ngồi xuống ghế suy nghĩ, tên đội trưởng này không chịu tạo phản, mình có giết hắn cũng bằng vô dụng. Liền nhìn Tô Phi Á nói, đội trưởng không chịu thì chúng ta kêu phó đội trưởng đứng ra tạo phản. Tô Phi Á hỏi, phó đội trưởng ư, vì tiểu bảo đáp, phải rồi, kêu phó đội trưởng vào đây. Tô Phi Á liền đẩy đội trưởng vào một bên cửa, chi súng vào sau lưng hắn dục người kêu phó đội trưởng vào ngay nếu người cảnh cáo gã là ta nổ súng tức khắc đội trưởng không sao được đành lớn tiếng hô hoán phó đội trưởng vào sau một lát phó đội trưởng đẩy cửa lật đật chạy vào song nhi đứng nấp ở phía sau cửa lập tức vung tay điểm vào huyệt đạo gã liền không cử động được song nhi cả mừng nói tướng công huyệt đạo trong mình bọn quỷ ngoại quốc cũng như người ở trung nguyên thế mà tiểu tỳ chỉ sợ huyệt đạo của chúng khác với bọn ta. Vì tiểu bảo cười nói, bọn quỷ nước ngoài cũng có mặt mũi, chân tay như mình thì dĩ nhiên huyệt đạo của bọn chúng cũng thế. Gã rút đào ở sau lưng phó đội trưởng ra đưa cho Tô Phi Á nói, công chúa bảo gã giết đội trưởng đi rồi tạo phản, gã mà không chịu thì kêu tiểu đội trưởng vào giết gã. Tô Phi Á cho là kế này tuyệt diệu, liền ngó phó đội trưởng bảo gã, người cầm thanh đao này hạ sát đội trưởng đi lên làm đội trưởng rồi thống lãnh đội hòa thương để nghe lệnh ta. Nếu ngươi không chịu giết đội trưởng thì ta kêu tiểu đội trưởng hạ sát ngươi và đội trưởng. Ta sẽ cho tiểu đội trưởng lên sung chức đội trưởng. Ngươi có chịu giết hắn không? Vì tiểu bảo hô, song nhi, cô giải huyệt đảo nửa người trên cho phó đội trưởng. Còn huyệt đạp ở dưới chân cứ để nguyên. Song nhi nghe lời giải khai huyệt đảo nửa người trên cho phó đội trưởng và đưa thanh bội đao vào tay gã đội trưởng nghe tô phi á hỏi phó đội trưởng câu vừa rồi hắn tức quá ngoác miệng ra lớn tiếng thóa mạ đồng thời hăm dọa gã đủ điều ngày thường tên phó đội trưởng vốn có hiềm khích với đội trưởng gã thấy công chúa bảo mình đem quân tạo phản thì trong lòng sợ hãi không dám làm nhưng gã nghe đội trưởng chửi bới mình bằng những lời áp độc lại nghĩ thầm ta mà không giết hắn thì tên tiểu đội trưởng ở đội thứ hai muốn lên làm đội trưởng tất cũng giết hắn và giết cả ta nữa gã liền vung đao chém vào tù cấp đội trưởng đánh vèo một cái. Phó đội trưởng vung đao chém xuống khiến cho Tô Phi Á, Vi Tiểu Bảo và Song Nhi đều lớn tiếng hoan hô, tuyệt diệu. Tô Phi Á gieo hò bằng tiếng la sát, hách là siêu. Còn Vi Tiểu Bảo và Song Nhi dĩ nhiên hoan hô bằng tiếng Trung Quốc. Tô Phi Á lại dắt tay phó đội trưởng luôn miệng khen ngợi hắn là người anh dũng, trung nghĩa và lập tức thăng cho hắn lên chức đội trưởng. Nàng nói, ngươi hãy ngồi xuống đi để chúng ta thương nghị kỹ càng. Phó đội trưởng trao mày trỏ Vi Tiểu Bảo và Song Nhi đáp, hai đứa ngoại quốc này dùng ma thuật khiến cho tiểu nhân không cử động được. Tô Phi Á liền nhìn Vi Tiểu Bảo nói, ngươi hãy triệt bỏ ma pháp đi. Song Nhi tùm tìm cười lại giải khai huyệt đảo cho phó đội trưởng. Tô Phi Á lại bảo phó đội trưởng, người hãy đi kêu ba tên tiểu đội trưởng và ba tiểu đội phó đến đây để ta bảo thằng nhỏ người Trung Quốc dùng ma pháp làm cho chúng hết nhúc nhích. Rồi nàng nói lại cho Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nghe. Tên phó đội trưởng vâng lệnh chạy đi. Sau một lát, sáu tên tránh phó đội trưởng đã đến đứng chờ ở ngoài cửa. Phó đội trưởng kêu từng tên một tiến vào phòng. Song Nhi lần lượt điểm vào huyệt chi xá ở trên lưng và huyệt hoàn khiêu ở bắp đùi sáu tên kia. Tô Phi Á hỏi, phó đội trưởng đã quyết tâm ủng hộ ta lên làm nữ xa hoàng. Chúng ta đem quân đi giết Sa Lý Chát thì các ngươi có phục tùng hay không? Sáu tên tránh phó tiểu đội trưởng thấy đội trưởng chết nhăn thây nằm lăn dưới đất biết là đại sự nguy rồi. Chúng nghe Tô Phi Á hỏi vậy đều kinh tâm động phách, ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Vì tiểu bảo nhìn Tô Phi Á nói, công chúa khuyên bọn chúng tạo phản rồi cho chúng tham quan làm tướng quân lại được rất nhiều tiền bạc. Tô Phi Á cho là phải liền bảo phó đội trưởng, người lại đi triệu tập toàn đội lính súng tới đây để ta bảo chúng. Chỉ trong khoảnh khắc hơn một ngàn hòa thương thủ đều đến tập họp ở khu quảng trường trước liệp cung. Phó đội trưởng lại sai 12 tên hòa thương thủ tiến vào phòng khiêng 6 tên tránh phó tiểu đội trưởng đã bị điểm huyệt đem ra quảng trường. Tô Phi Á đứng trên thềm đá lớn tiếng hỏi, hỡi anh em hòa thương thủ, các người đều là dũng sĩ của nước La Sát đã lập được nhiều công lớn cho quốc gia nhưng các ngươi bị bạc đãi tiền lương ít ỏi không có gái đẹp lại không đủ tiền xài ở trong phòng ốc hủ lậu tối tăng còn những nhân vật trong thành mạc tư khoa lắm tiền nhiều bạc bọn chúng ở nhà cao cửa rộng tôi tớ đầy đàn lại chẳng thiếu gì mỹ nữa còn các ngươi thì chẳng được lợi lộc gì như vậy là công bằng hay không công bằng bọn hòa thương thủ nghe hỏi vậy đồng thanh đáp không công bằng không công bằng tô phi á lại hỏi bọn người có tiền kia to béo mà ngu xuẩn ăn no ổn ỉn như bầy heo. Nếu chúng tỉ võ với các ngươi liệu chúng có đánh nổi các ngươi không? Bọn phú ông kia bắn súng được bằng các ngươi chăng? Đào pháp của bọn chúng so với các ngươi thế nào? Chúng đã lập được công trạng gì cho quốc gia cùng xa hoàng? Công chúa hỏi một câu là bọn hòa thương thủ lại lớn tiếng đã nín thờ, vì tiểu bảo nghe chúng la hết tiếng, nín thờ, nọ đến tiếng, nín thờ, kia, gã cũng biết, nín thờ, ở tiếng la sát nghĩa là tiếng, không, của Trung Quốc. Gã tưởng công chúa khuyên bọn hòa thương thủ tạo phản mà chúng không chịu nghe theo. Tô Phi Á lại nói, các ngươi đều đáng được làm tướng quân, làm phú ông. Các ngươi đều đáng được thăng quan phát tài. Bọn hòa thương thủ lớn tiếng hô. Có người hỏi, Tô Phi Á công chúa. Công chúa có cách gì cho bọn tiểu nhân được thăng quan phát tài không? Tô Phi Á hỏi lại, các ngươi có muốn làm tướng quân không? Bọn hòa thương thủ đồng thanh đáp, muốn làm lắm, muốn làm lắm. Tô Phi Á lại hỏi, các người có muốn lấy nhiều tiền bạc không? Bọn hỏa thương thủ đáp, dĩ nhiên muốn lắm, các người có muốn gái đẹp không? Bọn hỏa thương thủ phá lên cười, muốn, 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 Tô Phi Á nói, được lắm, vậy các người kéo vào thành mạc tư khoa bảo bọn hỏa thương thủ ở 19 doanh kia. Mệnh lệnh của Tô Phi Á tức là của nữ sa hoàng nước La Sát, toàn quốc đều phải tuân theo. Ta chuẩn cho các ngươi mỗi tên đến tỷ võ với một nhà đại phú ông mập như heo nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tên nào hạ sát được đối thủ thì phòng ốc, vàng bạc, gái đẹp, xe ngựa, y phục, bất luận thứ gì của tên phú ông đó cũng thuộc về ngươi. Rồi nàng lớn tiếng hỏi, các ngươi có đủ dũng khí chăng? Các ngươi có là những trang nam tử Hán, đại trưởng phu và có dám giết người, cướp tiền bạc đoạt đàn bà con gái không? Hồi 175, vương công la sát cũng hai bè. Bọn hỏa thương thủ đồng thanh lớn tiếng đã dám làm, dám làm giết người cướp của đoạt đàn bà con gái có chi mà chẳng dám làm tô phi á cả mừng nói thế là hay lắm ta còn sợ các ngươi là những tên tiểu quỷ nhát gan không dám làm đại sự vậy ta cho các ngươi uống rượu để thêm phần hăng hái này này các ngươi hãy xuống hầm rượu lấy phục đặc gia tửu lên đây nguyên dưới hầm liệp cung của sa hoàng có chứa thứ rượu nguyên chất cất đã mấy chục năm cực kỳ quý giá thứ rượu đặc biệt này chỉ để cho sa hoàng hoàng hậu công chúa hoàng tử cùng mấy bậc vương công đại thần hương dung còn bọn hỏa thương thủ chẳng bao giờ được nếm một giọt này tô phi á mệnh lệnh ban ra cho uống thứ rượu này bọn binh sĩ sung sướng hoan hô dầm trời mấy chục tên binh sĩ lập tức chạy xuống hầm lấy rượu chỉ trong khoảnh khắc rượu đã đem ra quảng trường bọn binh sĩ bẻ cổ những bình phục đặc ra từ ngửa mặt lên mà nốc một hồi cực kỳ khoan khoái chúng cao hứng lớn tiếng hô tô phi á nữ sa hoàng, hô là, hô hô là, nguyên tiếng la sát, hô là, cũng như, vạn tuế, ở tiếng Trung Quốc. Vì tiểu bảo tuy chẳng hiểu gì, nhưng thấy bọn binh sĩ vừa nốc rượu một cách khoan khoái, vừa lớn tiếng hoan hô, gã cũng hô theo, tô phi á, nữ sa hoàng, hô là, hô hô là, gã kéo tay tô phi á nói, bảo bọn chúng, sáu tên tiểu đội trưởng giết đi, đừng để mối lo về sau. Tô Phi Á nhận ra gã nói đúng liền dõng dạc tuyên bố, hỡi các vị dũng sĩ nước la sát, hãy nghe ta nói đây, ta ra lệnh cho các ngươi đi giết bọn phú ông, cướp tiền bạc, đoạt đàn bà con gái nhưng Hoàng Thái Hậu không cho, mới phái bọn khốn kiếp này đến để trị tội các ngươi đó. Nàng vừa nói vừa trò vào sáu tên tránh phó tiểu đội trường bị điểm huyệt nằm lăn dưới đất. Lập tức mười mấy tên hỏa thương thủ rút bội đao ra, lớn tiếng hô, giết chết quân khốn kiếp mười mấy thanh trường đao chém xuống, sáu tên tránh phó tiểu đội trưởng chết không kịp ngáp, nguyên bọn người la sát bản tính thô bảo, lại uống phục đặc gia tử vào, toàn thân nóng ran, trông thấy sáu tên tránh phó tiểu đội trưởng máu đổ thịt bay, lại lớn tiếng reo, giết quân khốn kiếp, cướp tiền, đoạt đàn bà con gái. Tô Phi Á lại nói, các ngươi hãy đến bảo bọn hỏa thương thủ trong 19 doanh kia cùng làm đại sự. Tên đội trưởng nào không chịu nghe theo, cứ việc hạ sát ngay lập tức nàng ngừng lại một chút rồi tiếp kế đến bọn quý tộc, tướng quân, đại thần bướng bỉnh cũng giết phứt đi rồi cướp lấy vàng bạc châu báu của bọn họ mà chia nhau. Bọn binh sĩ lớn tiếng reo hò, tới tấp rút trường đao, dắt ngựa nhảy lên yên. Lát sau tiếng vó ngựa dồn dập chạy đi, những đội hòa thương thủ rầm rộ kéo vào thành mạc tư khoa. Tô Phi Á lại dặn dò tên phó đội trưởng kia, cả người cũng tranh đoạt đừng khách khí gì cả điều khẩn yếu là chớ để xảy cuộc xung đột với những đội hòa thương ở các doanh kia, cần làm sao cho chúng hợp tác với mình cùng đi đánh cướp. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp khi ngươi dẫn quân vào điện cẩm linh thì bắt lấy thái hậu và bỉ đắc. Bao nhiêu vàng bạc châu báu trong cùng ngươi giữ cả lấy. Ta ban thưởng cho ngươi tắt, phó đội trưởng cả mừng, tuân lệnh đi ngay, tô phi á thở phào một cái, nàng cảm thấy toàn thân bất lực, ngồi phệt xuống thềm đá nói, mệt quá vì tiểu bảo nói tại hạ diều công chúa vào trong kia nghỉ một lúc tô phi á lắc đầu nàng ngồi lát nữa rồi nói chúng ta lên tròi xem sao toàn thể liệp công đều xây bằng đá ong ngoài cung xây một cái tròi cao tám chín trường nguyên cái tròi này dùng làm nơi dòm ngó tình hình bên địch nên biết nước la sát trước khi lập quốc mạc tư khoa đại công tước đánh dẹp quần hùng tự lập làm hoàng đế xa hoàng ở tiền triều sợ khi mình đi săn bắn bọn cừu địch sẽ thừa cơ kéo đến tập kích nên mới dựng tòa liệp cung ở ngoài thành mạc tư khoa tô phi á dẫn vi tiểu bảo cùng song nhi trèo lên lầu trên tròi nhìn về phía tây thì chỉ thấy những chấm đèn lửa trong thành mạc tư khoa dường như cảnh tượng rất yên bình giữa lúc đêm khuya tô phi á trong lòng hồi hộp cất tiếng hỏi sao ta không thấy họ đánh nhau gì hết hay là bọn chúng hoảng sợ không dám hành động vì tiểu bảo chẳng hiểu gì về tư cách quân la sát gã cũng không hay bọn hòa thương thủ có rút lui hay không đành an ủi nàng công chúa đừng sợ đừng sợ tô phi á lại hỏi sao ngươi biết cho bọn binh sĩ giết người cướp của đoạt con gái là có thể giết hoàng thái hậu và giết bỉ đắc vì tiểu bảo mỉm cười đáp ở bên trung quốc trước nay đều thế cả gã nhớ lại ngày trước ở thành dương châu đã được nghe những người già cả nói về tình hình quân mãn thanh lúc vào công phá thành trì sau khi quân thanh vào trong quan ải rồi liền vấp phải sức kháng cự rất mãnh liệt của người Hán tại khu vực Giang Tô. Thành Dương Châu càng phòng thủ kiên cố không sao hạ được. Bọn tướng xoay mãn thanh liền chuẩn cho quân sĩ sau khi phá được thành tha hồ gian dâm phụ nữ, cướp bóc tiền tài trong một thời hạn 10 ngày. Vụ, Dương Châu thập nhật, này thê thảm vô cùng. Vì tiểu bảo sinh trưởng ở Dương Châu, từ tuổi nhỏ gã đã được nghe nhiều người nhắc tới quân thanh không phá được thành chủ soái phải hứa cho binh sĩ hạ thành rồi tha hồ cướp tiền bạc và phụ nữ. Do đó quân sĩ hết sức tấn công và thành đại sự. Sau gã đến Bắc Kinh lại nghe người ta kể chuyện đám bộ hạ của Lý tự thành cướp bóc tiền tài, bắt hiếp phụ nữ. Trường Hiến Trung cổ vũ bọn thuộc hạ đánh thành cũng hứa lời cho cướp bóc 3 ngày. Bữa nay gã thấy bọn quân sĩ ở hòa thương doanh không dám tạo phản, chợt nhớ đến chuyện ngày trước lấy năm chữ, thưởng tiền thưởng nữ tử, cướp tiền bạc và phụ nữ dùng làm chân ngôn để khuyến khích binh sĩ. Năm chữ chân ngôn vừa nói ra quả nhiên đối với bọn binh sĩ nước la sát cũng ứng nghiệm như thần, chẳng khác gì ở Trung Quốc. Đột nhiên một tiếng nổ, đoàn, phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc đêm khuya. Đó là tiếng súng từ thành mạc tư khoa vọng lại. Tô Phi Á cả mừng reo lên, bọn chúng động thủ rồi. Nàng chú ý nhìn ra thấy trong bóng đêm tối mò, đột nhiên tại thành mạc tư khoa khói lửa bốc lên ngùn ngụt vì tiểu bảo cả mừng nói bọn chúng đang phóng hỏa thế là được rồi giết người phóng hỏa thường đi đôi với nhau chẳng bao lâu đã thấy trong thành mạc tư khoa bốc cháy tư phía mé đông khói đen ngùn ngụt mé tây lửa sáng rực trời tô phi á hô lớn bọn chúng giết người phóng hỏa rồi tiểu bảo người thật là thông minh nghĩ ra diệu kế này vì tiểu bảo mỉm cười nghĩ thầm nói về chuyện giết người phóng hỏa tạo phản làm loạn thì bản lãnh của người Trung Quốc ta còn giỏi hơn gấp trăm lần bọn quỷ la sát. Kế hoạch này có chi là lạ, ở Trung Quốc thường xảy ra như cơm bữa. Tô Phi Á lại nói, người bảo bọn chúng hạ sát đội trưởng và bọn tiểu đội trưởng, chúng đã làm rồi. Bây giờ chúng có muốn quay lại với triều đình cũng không được nữa. Tiểu hài từ thông minh thật, quan lớn của Trung Quốc quả nhiên đáo đề, vì tiểu bảo đác cái đó bất quá là sợi tơ sợi chỉ buộc chân voi. Tô Phi Á hỏi, người nói thế là nghĩa làm sao? Vì tiểu bảo cười ha hả đáp, thế nghĩa là mình dùng thuật nhỏ mọn mà giữ chúng không chờ mặt được. Gã lại mắng thầm bọn người la sát ngu dốt, chẳng có học vấn gì. Nguyên bọn lục lâm bên Trung Quốc gặp trường hợp có người anh em mới nhập đảng thì chúa đảng sai hắn đi giết người gây nên án mạng, để hắn phạm tội sát nhân, từ đó không dám đi đầu cáo nữa. Trong chuyện thủy hử, lâm sung lên lương sơn bạc nhập bọn, vương luân cũng bảo hắn đi giết người gây ra án mạng, để sau này hắn muốn phản đảng, đầu thú quan nha cũng không được nữa. Vì tiểu bảo từng nghe chuyện này đã quen tai, bây giờ gặp dịp đem ra áp dụng. Gã tự nhủ những kế hoạch của người Trung Quốc, bọn quỷ la sát chẳng hiểu một tí gì. Xem chừng bọn chúng tuy hung bạo, dã man, nhưng cũng không khó bề đối phó. Tô Phi Á thấy khói lửa trong thành mạc tư khoa mỗi lúc một bốc lên to, bỗng trong lòng nàng lại nảy ra mối lo khác nàng không hiểu sau khi bọn quan binh hòa thương doanh loạn sát và cướp bóc, quang cảnh trong thành sẽ ra sao. Nàng liền hỏi Vi Tiểu Bảo đốt lửa giết người, cướp tiền bạc cùng phụ nữ rồi làm gì. Vi Tiểu Bảo trưng hừng, gã chỉ biết muốn tạo phản thì cần dung cho bọn binh sĩ giết người, cướp tiền bạc cùng phụ nữ, nhưng sau đó phải làm gì thì gã không hiểu, đành hàm hồ đáp, cái đó dễ lắm, cướp đủ rồi thì thôi không cướp nữa, giết người nhiều rồi thì dừng tay. Tô Phi Á Châu mày nghĩ bụng, đó không phải là một biện pháp. Trong lúc nhất thời nàng không biết làm thế nào, ba người đứng trên tròi coi một lúc rồi trở về tầm cung chờ tin tức. Sáng sớm hôm sau, tên phó đội trưởng hỏa thương doanh là Phi Diêu Đa La dẫn một tiểu đội người ngựa đến báo cáo với Tô Phi Á là đội hỏa thương trong hai chục doanh đêm qua đã tuân theo mệnh lệnh của nữ sa hoàng cướp được rất nhiều vàng bạc và mỹ nữ. Sa Lý Chát là Na Đạt Lệ Á đã bị giết rồi. Tô Phi Á mừng rỡ vô cùng. Nàng nhảy lên tưng tưng hỏi, giết chết na đạt lệ Á rồi ư? Còn bỉ đắc thì sao? Phi Diêu Đoan La đáp, bỉ đắc đã bị bắt, hiện giam ở dưới hầm rượu, ở trong biện cẩm linh. Tô Phi Á gieo hò, tuyệt diệu, tuyệt diệu, lại nghe tiếng võ ngựa rồn rập. Đại đội nhân mã rầm rộ kéo đến. Tô Phi Á biến sắc thất kinh, bọn người nào vậy? Phi Diêu Đoan La đáp, đây là các bậc vương công đại thần tướng quân ra nghênh đón bệ hạ về thành để lên ngôi bóng. Tô Phi Á cao hứng như mở cờ trong bụng. Nàng ôm lấy vi tiểu bảo hôn và má gã trùn chụt luôn mấy cái rồi khen người tiểu tử ở Trung Quốc nghĩ được kế hoạch tuyệt diệu. Tiếng vó ngựa dừng lại ở ngoài cổng liệp cung. Tiếp theo là tiếng giày lục cục. Đoàn người tiến vào cung. Đi đầu là đại thần, ba đa ni tư thân vương. Y chạy đến trước mặt Tô Phi Á khom lưng nói. Thưa công chúa, vương công quý tộc đại tướng quân nước La sát đồng tâm nhất trí quyết nghị rước Tô Phi Á công chúa lên ngôi xa hoàng để dẹp yên phản loạn, khôi phục hòa bình. Tô Phi Á vẻ mặt hớn hở tươi cười gật đầu hỏi, tên đầu đảng phản nghịch là Na Đạt Lệ Á đã bị giết rồi phải không? Ba Đa Ni Tư Thân Vương khom lưng đáp Na Đạt Lệ Á nhiễu loạn quốc gia, sát hại Trung Lương, đã bị chém đầu. Tô Phi Á nói, hay lắm, vậy chúng ta trở về Điện Cẩm Linh các đại thần tiền hô hậu ủng rước Tô Phi Á trở về thành mạc tư khoa. Chỉ trong khoảnh khắc, Liệp Cung yên lặng như tờ, chỉ còn lại hai người là Vi Tiểu Bảo và Song Nhi. Vi Tiểu Bảo trong lòng tức giận cất tiếng thoá mà, còn mẹ nó, công chúa La là Sát làm thế này thì ra qua cầu rồi rút ván, ôm vợ rồi bỏ rơi mụ mối. Y lên làm nữ sa hoàng rồi chẳng cần đến bọn ta nữa. Song Nhi mỉm cười nói, phải chăng tướng công mong được nữ sa hoàng phong cho làm nam hoàng hậu? Vì tiểu bảo đáp, ủa, cô hỏi móc ta rồi, ta phải bắt cô mới được. Gã nói rồi nhảy sổ lại, Song Nhi bật tiếng cười khúc khích, né mình tránh khỏi. Hiện thời đang gặp tiết đầu mùa hạ, khí trời ấm áp, hoa cỏ ở liệp cung đẹp như gấm. Bách điểu thi nhau díu dít, có điều hoa cỏ cùng chim muông nước la sát khắc hẳn với Trung Quốc màu hoa tươi đẹp mà không thơm, tiếng chim quang quác chứ không ôn hòa, vì tiểu bảo xuất thân ở chốn tôn giã chẳng hiểu gì về phong cảnh trời đất. Gã cùng song nhi ở liệp cung chơi đùa đú đờn với nhau mà không bị ai đến quấy nhiễu nên gã cũng cảm thấy khoan khoái. Hai người sống cuộc đời bình tĩnh như vậy được bảy tám ngày thì Tô Phi Á đột nhiên phái một tiểu đội đến đón vào cung. Vì tiểu bảo được đưa thẳng đến tầm cung của Tô Phi Á, gã thấy nàng đầu tóc xóa sưởi vung chân đá binh binh đồ vật vỡ loàng choàng nguyên nàng đang nổi cơn nóng giận tô phi á ngó thấy vi tiểu bảo đến liền lộ về mừng rỡ nói quan lớn ở trung quốc mau đến đây để nghị kế và quyết định chủ ý vì tiểu bảo bụng bảo dạ thị mà không gặp phải vấn đề nan dài thì còn nhớ gì đến mình phen này ta phải bắt bí chứ không chịu nghĩ kế hoạch một cách dễ dàng cho thị như trước nữa gã liền hỏi nữ sa hoàng bệ hạ bệ hạ có điều chi nan dài Tô Phi lắc đầu quẩy quậy, "Đã ta, không phải, nữ sa hoàng, bọn chúng không chịu để ta làm nữ sa hoàng." Nàng ấp úp hồi lâu mới nói rõ được vấn đề cho Vi tiểu bảo nghe. Nguyên nước La sát xưa nay đã có lệ luật, đàn bà con gái không thể làm sa hoàng được. Hoàng thái hậu Na đạt lệ á, tuy bị giết rồi, nhưng vẫn còn một phe rất lớn những đại thần, tướng quân ủng hộ sa hoàng bị đắc, họ kiên quyết không chịu phế bỏ y hiện nay những vụ rối loạn trong thành đã trở lại yên tĩnh tô phi á tuy được đội hòa thương hết mình ủng hộ nhưng bọn đại thần đã chuẩn bị rồi nàng có muốn hiệu triệu đội hòa thương làm loạn cũng không phải chuyện dễ dàng mấy bữa nay trong điện cẩm linh hội họp liên miên các vương công đại thần chia làm hai phe một phe ủng hộ tô phi á một phe ủng hộ bỉ đắc hai bên giữ thế căng trì không sao đi đến được quyết định dứt khoát thực ra những vương công đại thần dù ủng hộ công chúa tô phi á hay ủng hộ sa hoàng bỉ đắc cũng chỉ vụ lợi cho thân mình phe ủng hộ sa hoàng bỉ đắc đều là đại thần tướng quân hiện đang nắm thực quyền chúng sợ nữ sa hoàng lên ngôi nàng sẽ thay người mới vào còn phe ủng hộ tô phi á là quý tộc cùng quân nhân bất đắc chí họ mong công chúa lên ngôi để mình được hưởng công lao may mà tô phi á được đội hòa thương doanh ủng hộ có binh quyền trong tay nên phe bảo hoàng không dám làm gì. Nhưng phe bảo hoàng lại chỉ huy đạo kỵ binh kha tát khác rất tinh nhuệ là một lực lượng không phải tầm thường. Nếu hai phe xảy cuộc chiến đấu thì khó mà biết trước phe nào thắng phe nào. Vì tiểu bảo lẩm bẩm mình có hiểu cóc gì về quốc gia đại sự thì còn nghĩ ra kế hoạch thế đếch nào được. Chỉ có chuyện chuồn đi là hơn, cút con mẹ nó về nước để tránh khỏi hai phe hỗn chiến làm cho vi tiểu bảo nát như tương la sát gã láo lên cặp mắt đáp vụ này dễ lắm, dĩ nhiên tại hạ có biện pháp, nhưng nữ sa hoặc phải chịu điều kiện của tại hạ mới được. Tô Phi Á cả mừng vội hỏi, điều kiện gì, người muốn sao ta cũng nghe hết, phải chăng ngươi muốn làm nam hoàng hậu của ta? Vì tiểu bảo trong lòng kinh hãi nghĩ thầm, vụ này mình chịu không dám lãnh giáo, muốn lấy vợ thì lấy A à Kha hay hơn nhiều, bằng không thì con tiểu nha đầu song nhi cũng còn khá hơn cô gái la sát đầy mình lông lá gã cười đáp tại hạ làm nam hoàng hậu của nữ sa hoàng dĩ nhiên là hay lắm nhưng nếu làm thế thì bệ hạ lại không thành nữ sa hoàng nữa tô phi á hỏi ngay vì lẽ gì ngươi làm nam hoàng hậu lại khiến ta không thể làm nữ sa hoàng được vì tiểu bảo đáp nguyên nhân đó là con mẹ nó đĩ đực không nở hoa trong lúc thảng thốt gã không nghĩ ra được vì nguyên nhân gì cho hợp lý liền buột miệng nói đại một câu châm môn của địa phương dương châu dĩ nhiên tô phi á chẳng hiểu gì nàng hỏi phải chăng người trung quốc làm nam hoàng hậu khiến cho bọn người la sát không hài lòng câu này vô tình đã giúp ý kiến cho vi tiểu bảo gã đáp đúng thế bọn đàn ông la sát tự cho mình là đẹp trai sao lại không được làm nam hoàng hậu mà phải để người ngoại quốc vào làm bọn họ sẽ thù ghét công chúa và đánh lại ngay tô phi á cho là phải liền hỏi vậy người muốn làm gì ta cũng ưng hết vi tiểu bảo đáp một là tại hạ muốn làm quan lớn làm tướng quân ở nước La Sát. Tô Phi Á nói, cái đó dễ lắm, ta được lên làm nữ sa hoàng rồi liền phong cho ngươi tước bá và làm tướng quân. Người thống lãnh đội quân thát đát, người mặt vàng, mũi tệt, đội kỵ binh thát đát cũng mặt vàng, mũi tệt. Bọn họ sẽ phục ngươi, vì tiểu bảo lại nói, hai là công chúa không đánh nhau với hoàng đế Trung Quốc, viết một phong thư đưa cho tại hạ đem về Bắc Kinh nữ xa hoàng nước la sát cùng hoàng đế trung quốc kết bạn thân với nhau ôm nhau hôn nhau quân trung quốc lợi hại lắm tên nào cũng biết ma pháp chỉ điểm ngón tay một cái là quân la sát không cử động được nếu hai bên đánh nhau là người la sát phải chết hết tại hạ yêu thương công chúa mà công chúa chết đi tại hạ phải khóc nhiều tô phi á nghe gã nói vậy rất lấy làm cảm động nàng đã được trông thấy song nhi ra tay điểm huyệt phó đội trưởng và sáu tên tránh phó tiểu đội trưởng khiến chúng không cử động được. Nàng không hiểu đây là môn võ công thượng thừa ở Trung Quốc, khó mà học được, cả vì tiểu bảo cũng không làm nổi. Nàng cho là người Trung Quốc biết ma pháp thật, nếu nàng đánh nhau với hoàng đế ở Trung Quốc tất bị thua ngay. May được một thằng nhỏ Trung Quốc tỏ mối chân tình với nàng. Tô Phi Á nghĩ vậy liền giang tay ôm vi tiểu bảo vào lòng hôn gã một cái thật đậm đà. Nàng nói, thằng nhỏ Trung Quốc kia, ta đã yêu ngươi, phải rồi, quân La Sát là bạn tốt với quân Trung Quốc chứ không đánh nhau. Nàng lại hôn gã đánh chụt một cái rồi hỏi, ngươi còn muốn gì nữa không? Vì tiểu bảo ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, tại hạ không muốn gì nữa. Tô Phi Á nói, hay lắm, ngươi dạy ta mau, dùng cách gì để lên làm nữ sa hoàng. Vì tiểu bảo lẩm bẩm vụ này khó quá biết làm thế nào gã liền kéo dài câu chuyện bằng cách hỏi lăng nhăng đến mọi việc ở triều đình nước La Sát. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ vẫn chẳng ra được kế gì, gã liền giả vờ không hiểu ngôn ngữ của công chúa. Tô Phi Á vốn là cô gái thông minh, dần dần, nàng phát giác ra gã giả dối, vẻ mặt rất khó coi, nàng đáp người mà lừa gạt ta là ta giết ngươi đó, vì tiểu bảo hoang mang vội đáp không lừa gạt đâu, không lừa gạt đâu. Tô Phi Á lại hỏi, vậy dùng cách gì cho ta lên làm nữ sa hoàng? Vì tiểu bảo ấp úng, cái đó, cái đó. Tô Phi Á hỏi, cái đó làm sao? Trong chiều một phái ủng hộ ta, lại một phái phản đối ta. Nếu hai phái xảy cuộc đánh nhau, phái ta thua thì làm thế nào? Vì tiểu bảo nghe nói trong triều đình La Sát có hai phe đối nghịch nhau, gã chợt nhớ tới tiểu hoàng đế Khang Hy đã kể chuyện ngày trước Đức Thái Tổ Hoàng đế Mãn Châu Lập ra bốn chức bối lạc đại bối lạc là đại thiện, nhị bối lạc là A Mẫn, tam bối lạc là mãng của nhị thái, tư bối lạc là hoàng thái cực. Trong đám này có A Mẫn là cháu còn ba người kia đều là con. Bốn vị bối lạc đều có quyền rất lớn mà cũng tranh giảm với nhau. Sau tư bối lạc hoàng thái cực lật đổ cả ba vị đối lập kia rồi lên nối ngôi lớn. Gã nghĩ tới vụ này liền đáp cả công chúa lẫn bỉ đắc cùng làm xa Sa hoàng, sau này sẽ tỉa dần giết hết các đại thần cùng tướng quân có ý phản đối công chúa. Kế đó giết cả Bỉ Đắc là ngôi nữ xa hoàng về tay công chúa. Tô Phi Á cho là diệu kế, nhưng còn điều các vị đại thần đều nói con gái không thể làm xa hoàng được mới thật khó chịu. Nàng liền đem tình hình này nói cho Vi Tiểu Bảo nghe. Vi Tiểu Bảo nghĩ tới thanh triều lúc mới mở nước, thuận trị lão hoàng gia còn là một vị tiểu hoàng đế, quyền bính đều ở trong tay nhiếp chính vương đa nhị cồn gã liền nói công chúa đừng làm nữa sa hoàng vội hãy làm nhiếp chính vương trước đã tô phi á hỏi nhiếp chính vương là cái gì vì tiểu bảo đáp nhiếp chính vương không phải sa hoàng nhưng lại nắm được nhiều quyền bính còn sa hoàng chỉ là hư vị chứ không thực quyền nên các quan đều sợ hãi và nghe lệnh nhiếp chính vương chứ không nghe lời sa hoàng tô phi á cả mừng reo hách là siêu hách là siêu